Nó đang promo cái con Apotos mà Apotos mà bỏ Việt Nam mình úp bô kinh quá rồi, sợ thật. Nó chơi mọi người nó chơi ngay mấy mọi cái người bài của ngày xưa ấy. Mọi người không được đi theo số đông. Số đông ấy là 80% người mất tiền, chỉ có 20% số người không mất thôi. Bây giờ mọi người chọn đội đi, mọi người chọn cái 20% hay chọn 80%. Giờ nhìn coi xuống ấy thích nhỉ. giờ làm buổi workshop Hưng ạ, đang chuẩn bị lên kế hoạch làm buổi workshop ấy. Kiểu mua giá nào cũng thích. Thôi lên thật. Cũng gần đến cái ngày tăng lãi suất rồi. Doom sập tiếp này, tăng 4 sập tiếp này. Tăng nhờ 1, 2, 3, 4 tăng, này. Tăng thêm bao nhiêu? Đang dự đoán là 0,5 đến 0,5 đến 0,15. Tỷ lệ 0,5 đang cao. Thế là tháng này, tháng 11 là 0,5 rồi. Đang dự đoán thế. Nếu mà tháng 11 0,5 thì tháng 12 là 0,75. Xanh đấy. Nó như bình thường thì tháng 11 là 0,75 đấy. Đây anh em có nhớ là mình bảo là cái total cái Bitcoin Dominion ấy nó chạm đây nó bật sập xuống này. Chưa phá được này thì khả năng lại xuống tiếp này. Dự nào khi lại có mini uptrend đấy. Sắp tới đấy. Sắp tới thôi. Abrium thì làm cái retroactive thôi. Em đang làm đây, xong rồi. Vấn đề là nó cũng tốn nhiều tiền đấy. Bảo mọi người nó đông tí xong rồi mình dậy nhỉ. Anh em dạo này có phải mất nhiệt nhỉ? Đu hơi nhiều à? Rồi à? Bình thường mà. Anh thấy không nghe lời cảnh báo của em phát là đu không? Là chuột không? Vấn đề là mọi người là đang FOMO. Này. Mình đã bảo mọi người là từ lâu rồi. Mọi người đang ở trong kỳ downtrend. Ăn được là do kèo mà là do anh em mình gọi là nghiên cứu được để ăn chứ không phải là cái khả năng mà mọi người là nghiên cứu ra mà mọi người vào tỷ lệ đứt cao đấy, không đùa đâu. Bị một lần hai lần rồi vẫn chưa chừa đúng không, cảnh báo như thế rồi vẫn là múc nhiệt tình á anh em, lãi không chốt thì chả mình lại trả lại cho thị trường thôi. Lần đầu gì cảnh báo rồi. Chào bác Cường, chào anh em. Đã bảo anh em mà không nghe thì điều thiệt hại nhất là chỉ có mất tiền thôi, mà cứ mất tiền vào là khôn ngay ấy mà, đúng không? Nói mãi không nghe thì mất tiền là nghe ngay. Thế khi nào anh em thật là sợ rồi mà thật là chơi nguyên tắc quy củ rồi thì lúc đấy mới có thể là kiếm được tiền xong đấy nhá. Mình đã cho anh em kiếm tiền rồi nhá, nhưng mà anh em phải giữ được tiền hay không là do anh em nhá, đúng không nào?
FOMO là đớt. Tiền kiếm là được bởi vì FOMO hổ. Đào Thái Anh, đào lấy Thái Anh trải qua rồi đúng không? Em không có bị FOMO. Ờ nhưng mà mày ngày xưa là bị rồi. Em thấy chưa rồi đúng không? Em thấy nhột thôi. Nhột à? Ngày xưa nhắc mày một lần rồi, mày đừng bị lần thứ hai được rồi. Bây giờ mục tiêu của em là kỷ luật, vào ít ăn ít, được ít mất ít, giàu chậm. Bây giờ là mọi người phải như này, mình đã bảo rồi, mùa downtrend này là không phải để cho mọi người kiếm tiền, mà là để cho mọi người là trải nghiệm và học, đúng không? Phương pháp của mình với cả Hưng là thực chiến, phải học và tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm. Nhưng bây giờ không có trải nghiệm thì mọi người làm sao mà kiếm được tiền, giữ được tiền? Thì bây giờ là những cái mà mọi người đã trải nghiệm là mọi người đã trải nghiệm cảm giác là kiếm được tiền đúng không? Học và kiếm được tiền và biết rất là nhiều thứ đúng không? Nhưng mà bây giờ mọi người đã trải qua cái cảm giác là bị FOMO chưa? Cảm giác FOMO, cảm giác mất tiền chưa? Trải qua rồi đúng không? Nào. Thì bây giờ mọi người bây giờ là thấy nhận thấy thế nào khi mà trải qua cái cơn FOMO vừa rồi? Mà rõ ràng mình bảo mọi người là mua vừa thôi, mua ít thôi, mua bằng cái vốn mạo hiểm của mọi người thôi. Bây giờ mọi người là chơi quá cái vốn đấy thì mọi người phải trả giá. Mọi người phải trả giá bằng chính cái đồng tiền của mọi người kiếm được. Như vậy là mọi người là không kiếm được tiền rồi. Đã mất tiền lãi, mất thiên lãi, đấy là may mọi người mất thiên lãi nhé. Nào. Mọi người thấy vui không? Chưa bán là chưa lỗ. À dĩ nhiên chưa bán thì chưa lỗ, nhưng mà đến đấy thì để chơi IDO thì may ra còn may ra thì hồi được vốn. Ít ra phải chơi tầm 2-3 cái whitelist nữa thì may ra bán nhanh thì may ra hồi được vốn. Dĩ nhiên là có những người mà chơi con WNS ấy, bán là tầm khoảng 3-5 ETHW thì họ lấy được vốn rồi thì họ may mắn rồi. Ok, những anh em mà chưa bán được thì mới gọi là buồn. Đúng nào. Ok, LFG nó ra chức năng Stake kìa mọi người ạ. Nó ra chức năng Stake thì nó bơm lên một cọc. Nó mua vào hơn một lệnh, nó mua vào hơn tầm 2 triệu. Nó mua 20.000 đô lên được. 21.000 đô. Đấy. Bạn để ý không? Mẹ đề phi cha có nào đi giống nhau. Anh em còn nhớ cái lý thuyết tương tự không? Cứ bật cái trạc để phi cái giai đoạn đầu đó này, kể cả con banana hay con cách này giống hết luôn. Chỉ cái bài toán để phi nó là phát nó không giải quyết được bao giờ đâu. Ừ. Xong rồi nhằm bơm cho phát nhờ toàn x này 40-50 lần. Vấn đề lúc ấy là uptrend. Bây giờ là uptrend mà giữ tiền. Đây. Quên đi anh em. Apotos đây. Đếp Nam hút tiền đây. Bây giờ mới add thêm thanh khoản này. Mà nó át ít, mà nó át có bao nhiêu, nó át có 300.000 đô thanh khoản. Mà từ hôm qua đến giờ nó mới át được 300.000 đô. Tức là những thằng nào mà nó sợ thì nó xả hết rồi. Đấy, bây giờ nó lấy cái tiền đấy để nó át thanh khoản. Nào. Bây giờ vẫn chưa về bờ đâu. Mất vui nên thấy mới nhớ này. Mình đã bảo mọi người từ đầu rồi là nhiều con ở những cái hệ DeFi ấy rất là khó chơi. Chơi nó ớn lắm. Chơi DeFi nó tố ớn lắm mọi người, không phải là ngon đâu. Tức là DeFi nó phải có mùa và nó phải có lúc thì mình chơi. Dòng tiền FOMO, user FOMO thì mình chơi. Đấy. Nhưng mà sự là cái bên Apotos ấy thì mình nói thật là đội Việt Nam mình support cái đội Apotos là từ lâu rồi. Rất là mạnh luôn. Đấy nên là mình cũng hơi bị ngại là chơi con Apotos này. Đấy. Đến cả những cái mail mà Apotos nó gửi cho cái mấy cái bọn dự án cùng mà nó còn viết sai, nó còn viết về Việt Nam thì mình cũng đến ạ luôn.
Thực ra thì đấy cũng là, nói chung là nó cũng là cách chơi của nó. Nó phút xong rồi là nó sẽ bơm và nó sẽ chơi bình tử tế bình thường không biết. Nhưng mà cách chơi như thế là chơi đéo đẹp. Việt Nam mình chơi không đẹp. Tây nó còn chơi, nó còn tử tế hơn nhiều. Dĩ nhiên là Tây thì cũng Tây rít Tây rác, không phải là Tây ba lô, nó không phải là Tây Tây thuê. Qua cái vụ của bên Abotos là của con Mojito này là anh em phải 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 nhớ nhá. Ray Ray nhiều dễ đứt, chứ ít thôi. Ray thì Ray vừa vừa thôi. Xem cái tokenomics của nó cẩn thận. Thằng nào đi private nó còn bị chia hai mà. Đấy. Xem là mình có cho cái kèo anh em làm cái con ZKS nhưng mà chắc anh em cũng không làm đúng không? Con ZKS đấy thì nó được end, nó end rồi. Nó end là anh em không làm được nữa đâu. Anh em không làm được cái Aerobe của cái retroactive của con ZKS đâu. Nhá. Cái con ZKS cũng là một con rất là ngon đấy nhưng mà anh em nó không làm được thì để cho người nào làm cái hút vậy. Còn con Aprium thì mình cũng đã bảo rồi, dòng tiền nó vào Aprium khá là nhiều. Dòng tiền nó vẫn vào con Aprium nhé. Aprium này. Agon. Con đấy đang có chuỗi 18 nhiệm vụ rồi anh nhớ. À, lên 18 rồi à? Con đấy đang có chuỗi là 18 chuỗi làm nhiệm vụ để nhận 18 MFT ấy. Làm gì có em. Như vậy mà. 18 chứ. Mày cứ chém anh. Pro của nó ở đây phải bảo 18 đi. Chuỗi nhiệm vụ 18 mà, đúng không? 17 17 này. Ừ. 17 là roll out này. Yeah. Nào quá chuỗi nhiệm vụ này. Anh Thắng ơi, cái râu trong Discord là nó 17 nhưng mà nó hiển 18 ở bên cái Aprium á. Đây à? Dạ đúng rồi, cái đấy là 18, em đang làm đây. Đâu? Đó. Nhiệm vụ 18 đâu, anh không thấy. Ý là đếm từng cái là nó 18 cái. Tổng cái là 18 cái LT hay sao nhỉ? Không phải LT. À, đó là RO. Đó là 17. Thế rồi, 17, 18 không biết nhưng mà xong rồi. Mất, anh em mất tầm khoảng bao nhiêu đô? 20 đô à? Hay là 30 đô để làm? Em mới nạp ở 30 đô chắc làm tầm đấy anh. Làm 2 phát à? 10 đô làm à? Làm 1 phát. À. Được, làm đi. Nói chung là con này là sure là có. Tại vì là cái token con này nó chưa ra mà. Còn cái con ZKS thì nó có rồi. Ông nào mà là được, ông nào mà là follow nó từ ngày xưa mà làm từ ngày xưa thì được tận mấy chục nghìn ZKS cơ. Đấy, phần thưởng cho những người làm retroactive ấy. Nhiều tiền lắm. Hết rồi anh ơi. Cho từ đầu tháng 9 à, cuối tháng 9 đầu tháng 10 chả chịu làm, chịu. Không biết thì cũng phải mò chứ. Tiếng Anh biết tiếng Anh là một lợi thế. Anh em không biết tiếng Anh thì anh em chơi cái này rất là khó. Mình nói thật luôn. Chơi đầu tư về crypto và nghiên cứu crypto nhá. Đọc nhiều, xem nhiều, nhìn nhiều, nghe nhiều. Lọc thông tin. Biết tiếng Anh là một lợi thế nhá. Đấy. Sau này có con cái, cho con cái học tiếng Anh tốt vào. Tại vì cái này vẫn là cái ngành nó cho có nhiều tiền, nhiều cơ hội. Thì sắp tới mọi người ơi,
mình sắp tới mà là cái con Abrium hoặc là cái con ZKS nó mà list sàn mà nó trả IDO mà là dân tình nó lại FOMO ấy, thì mình lúc ấy là mình sẽ kiếm, mình đang tìm kiếm những cái dự án ở trên đấy. Nên là tạm thời bây giờ là sẽ chưa có kèo DeFi gì đâu, mình đang tạm thời là đang ngừng đấy nhá. DeFi đang phải nhìn ngó đã, không hào hấu đâu nhá. Dò xem, tức là xem một cái trang này, xem nghiên cứu thế nào, làm như nào. Đấy. Bây giờ kể cả những con Atodex này thì Việt Nam mình siêu nhiều, được theo dõi bởi Basila. Basila này là của bên UB nhá. Thế là nó ra token rồi sao nhỉ, để xem giá bao nhiêu mọi người ạ. Wow. What the hell? Ôi chết. Giờ sao mọi người? Atodex sao lại liquid một thế này? What the hell? Phải chăng lại ăn scam tiếp nhỉ? Để xem nào. Con này khả năng là scam à? Thì quyết từ không rồi, một này. Scam, đầm. Scam rồi. Anh em thấy chưa? Atodex scam, hàng Việt Nam. Nhá. Scam rồi. Bắt giờ hàng scam của rồi đấy. Scam. Rất chia buồn đấy. May mà không chơi IDO của bọn này. Anh em thấy nguy hiểm không? May mà mình không bảo anh em chơi mấy con hệ này nhá. Apotos follow mà nó còn như thế này thì Apotos follow mà nó còn scam như này thì bọn này là chơi rất đều mọi người nhá, tức là cái bọn của bọn Mojito này là chơi rất đều nhá. Là mọi người biết là lúc ban đầu ấy nó add cái liquid cho mọi người là chỉ có tầm khoảng 60.000 đô thôi,
ai ai mà panic sale ấy thì nó sẽ xả hết, mọi người sẽ xả hết, và khi mà xả hết rồi ấy, thì nó bắt đầu là nó sẽ mua lại để tức là nó ăn chênh lệch ấy, nó mua lại xong rồi nó bơm lên và nó đi ngang để cho cái mọi người không nói được. Đúng rồi, đấy là lý do mà mình bảo mọi người là thôi không nên chơi hàng của Đông Lào, không nên chơi hàng của Avotos. Mình cũng đã bảo anh em ngay từ đầu mà, chứ có phải là bảo không phải bảo anh em từ đầu đâu. Chết giờ. Đây này, Mojito này, đây. Phần lớn là người Việt Nam này mọi người nhá. Phần lớn là người Việt Nam. Mặc dù bọn này nó mua domain, mua tên miền ở cái IP là ở bên Mỹ, nhưng mà phần lớn là người Việt Nam vào đây. Thì mọi người anh em biết cái bản chất của bên Việt Nam nó như nào rồi đấy. Dễ đứt lắm. Mọi người ạ. Chỉ biết lắc đầu thôi. Đôi khi đứng ngoài để xem cũng là một lợi thế đấy mọi người ạ. Nói thật. Wow, bị sập rồi. Sập chưa? Sập rồi. Sáng vừa bảo sập xong, sáng chưa sập. Bây giờ mọi người mà chơi DeFi ấy, thì thực sự với mọi người là rủi ro nó cực kỳ cao, mà phần trăm ăn thì nó ít lắm. Bây giờ mình lại chỉ cho anh em về cái chơi, về cái on chain nhé, để biết được là cái DeFi và cái on chain thì mọi người là nên chơi những cái gì. Đâu rồi nhỉ? Đây. Mọi người ơi, đầu tiên nếu mà mọi người mà chơi DeFi đúng không, thì mọi người là phải có ví đúng không mọi người nhỉ? Ai mà chơi DeFi phải có ví đúng không? Mà bây giờ mọi người biết cái ví đấy, mọi người là phải biết cách dùng. MetaMask thì dùng được rất là nhiều mạng, mà những cái mạng đấy nó đều phải là cái mạng fork của bên ETH, hoặc là sidechain, hoặc là layer 1, layer 2 thì ok. Nhưng mà mọi người mà là dùng kiểu như là Apotos, Sui hay là những cái mạng khác thì nó phải dùng cái ví khác. Tại vì là nó không phải là dùng cái ví của bọn MetaMask. Nên là bây giờ mọi người hãy xác định là chơi mạng nào thì mình phải biết được mạng đấy dùng ví nào nhá. Địa chỉ thế nào, rút thế nào. Rút thì phải rút cùng mạng. Cùng mạng mọi người ạ. Rút thì phải rút cùng mạng nhá, chứ đừng như buổi sáng nhá, có một ông rút nhầm mạng cái, tức là chuyển USDT từ hệ của ETHW lại rút về rút về cái sàn Binance ấy, USDT BIP20 của sàn Binance, thế là mất rồi. Bye bye. Mất tiền rồi. Mà rõ ràng đây là đã có người đầu tiên bị dính rồi. Một người đầu tiên bị dính 600 đô rồi, bây giờ ông này lại dính thêm 600 đô nữa. Đấy. Thế nên là mình đã bảo mọi người là nếu mà có thời gian thì mới học và mới tìm hiểu DeFi nhá. Mà không có thời gian thì thôi học trade theo lệnh tín hiệu, ăn kèo là ok rồi. Vừa học vừa trade thôi, chứ là mọi người phải nên chuyên một thứ thôi. Còn đâu riêng mà là mọi người mà thích chuyên nhiều thứ là mất nhiều thời gian và phải follow.
không follow, hòng hớt trượt là không kiếm được tiền đâu nhá. Bây giờ thì xem nào. Nghe sáng nay bảo mất tiền cái mình buồn lắm. Mặc dù không phải tiền của mình nhưng mà học viên mình mất tiền mình buồn lắm. Mà rõ ràng những cái này cơ bản là mình đã dạy rồi. Ngay ông này là ngay từ buổi đầu tiên mà đã nghe từ buổi đầu tiên rồi. Gặp nhau hai lần còn dạy, còn dặn đi dặn lại rồi. Thế mà vẫn bị dính thôi, mình cũng đành chịu ạ luôn. Thế là mọi người mới ấy, ai mà chưa biết DeFi ấy, thì phải học, phải tìm hiểu, phải thử. Thử ít tiền thôi, đừng cho nhiều tiền vào, thử một ít trước đã. Thử ít là như nào, giao dịch mạng này có mạng khác, bridge này có bridge khác. Thì khi mọi người tham gia những cái retroactive hoặc là cái testnet ấy, là mọi người đang tìm hiểu là cái hệ sinh thái đấy nó làm thế nào, swap ở đâu, như thế nào, chuyển thế nào. Đấy là cái cách giúp cho mọi người là biết cách sử dụng đấy. Thế nên là làm cái retroactive và những cái airdrop ấy ở trong cái mạng đấy, testnet cái mạng đấy là để cho mọi người hiểu hơn về cái mạng đấy nhá. Bọn nó làm như này là để kéo user. Kéo user là kéo nguồn tiền đấy. Sau này mọi người chính là cái nguồn tiền của nó đấy. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người là những cái xương sống của một cái hệ sinh thái nhé, mọi người nhé. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái xương sống của nó nhé. Đầu tiên, ví phải có đúng không? Đầu tiên là ví rồi. Hệ sinh thái nào cũng cần ví, mà hệ ví này của mình là đấy, rất là nhiều ví luôn. Coinbase này, DeBank, DeFi là nhưng mà nhiều ví lắm. MetaMask đấy, Box, Just Wallet đấy. Mình nói thẳng luôn mọi người nhé. Mọi người nghĩ cái ví này nó có khó làm không? Mình nói thẳng luôn là ví này cực kỳ dễ làm. Cực kỳ dễ làm. Ở cái nhóm, ở trong nhóm Moon Gang của mình nhá, có một cậu làm được nhá, làm được ví luôn. Một mình cậu ấy chạy được ví luôn. Nhá. Đấy là mình nói thẳng cho mọi người biết thế. Việt Nam mình đấy. Một người làm được một ví. Nào. Đi ra đi. Mọi người đừng nghĩ là làm cái ví là cao siêu, dễ lắm. Đấy, C98 của Việt Nam này. Đấy. Nabox này là cũng là của Việt Nam, của bên Trung Quốc làm này. Đấy, nói chung là nhiều ví lắm mọi người ạ. Ví là cái đầu tiên nhá. Cái thứ hai là cái deck. Swapping nhỉ. Nó gọi là cái deck. Nó là cái sàn phi tập trung ấy, Decentralized Exchange ấy. Thì ở những cái sàn phi tập trung này ấy, ở cái hệ mới ấy, thì khi mọi người mà làm những cái, ví dụ là mọi người swap qua, swap lại ấy, thì là nó sẽ có những cái mà là airdrop. Ví dụ luôn nhá, mọi người biết cái sàn Onlink rồi đúng không? Sàn này là của bên CZ nó làm. Thì ngày xưa ấy, ai mà swap qua ở cái sàn này ấy, là được nó airdrop. Có người được airdrop tận 60 mấy nghìn đồng Onlink cơ. Thì tức là họ bán lúc đỉnh là họ sẽ được tầm khoảng mấy trăm nghìn đô. À, 3 triệu đô. 65 nghìn nhân với cả 6 đô à? Xem nào. Tính xem bao tiền. Sáu mươi nghìn đồng đúng không, nhân với cả 5-6 đô, 360 nghìn đô, nhiều đấy. Thực ra là mình nói cho mọi người biết là để cho mọi người biết là những cái nào mà là mình dễ ăn được, tức là dễ được
sẽ ăn được những cái aerobe ấy. Thì có là cái ví dụ như là cái bonding này. Đấy, tức là những cái sàn deck ấy. Mà là những cái sàn mà là nó có cái như là Uniswap cũng được aerobe này. Đấy. Thì khi nào mà mọi người mà là chơi cái hệ của Abrium ấy thì mọi người có thể là bỏ một ít tiền ra để swap tất cả những cái hệ này. Tất cả những cái này. Nhỡ đâu được aero, đúng không? Tại vì là cái con Abrium này nó vẫn chưa ra token đâu. Nhưng mà làm là có. Đấy, hai cái này là cái xương sống nhá. Lending vay mượn này. Vay mượn cũng có, tức là hệ này nó là khá là hoàn chỉnh. Vì nó là layer 2 nên là những cái này là bọn nó chỉ cần kết nối là bọn nó là có thể dùng được rồi. Đấy. Nhưng mà mình đã nói những cái quan trọng thôi. Wallet swap. Yeah, đây cái farm này. Đây là những cái farm này là tạo ra cái thanh khoản cho cái hệ này này. Nhá, yeah, cái farm mà những cái farm là cái tạo thanh khoản cho cái hệ này và là những cái farm này là cái chữ X rất là to này. Cái này là từ bao nhiêu nhỉ? Mấy từ nói chung là ai mua được cái này $500 mà là lên đỉnh rồi, bán rất tầm khoảng mấy chục nghìn đô. Con yên Final này, EFB này. Đấy, xong rồi là con bip này. Nhiều tiền này. Đấy, xem nào rồi. 1 2 3 ba cái này nhá. Là những cái cần thiết này. Và cái bridge này. Nhá. Bridge là cái cầu nhá. Mọi người mà là muốn gọi là chuyển từ cái hệ chính là từ ETH ấy thì mọi người phải có cầu. Cầu là nó sẽ chuyển tiền từ hệ này qua hệ khác. Khi một cái hệ sinh thái hoặc là một hệ sinh thái DeFi nó có rất là nhiều hệ. Khi như này. Đây. Nó có hệ Ethereum này, BSC, Tron, Avalanche này, Polygon này, Arbitrum, Optimist này, Solana này, đây. Runode này, đấy. Thì bây giờ mọi người để chuyển từ cái hệ này sang hệ khác thì mọi người phải có cái bridge đúng không? Mọi người ơi, để chuyển từ hệ này sang hệ khác mọi người phải có bridge đúng không? Thì bây giờ mình thử cho mọi người luôn nhé. Ví dụ nhá, bây giờ mình muốn chuyển từ cái hệ USDT này, chuyển từ cái hệ Ethereum Power này sang cái hệ BNB Chain này. Bây giờ mình sẽ phải mất phí này và là cái gas này là phải $2.1 này. Submit này. Đấy. Tức là chuyển tiền từ hệ này qua hệ khác đúng không? Mình chuyển đô từ hệ này sang hệ khác rất là đơn giản thôi, qua cầu thôi. Đấy. Nhưng cái cầu này chuyển này là rất là dễ bị hack này. Đấy, chuyển luôn. À. Tức là cái cầu này nó là một cái cơ bản để mọi người khi nào mọi người chuyển đi chuyển lại qua này qua cái khác, mọi người chuyển qua cầu nhá, cũng được tính là airdrop, cũng được luôn nhá. Đây mình lại cho mọi người xem mình chuyển cầu là mình được airdrop cái gì. Đây bridge dog chan. Đợi chuyển xong ạ. Tức là mình nói cho mọi người biết là cái gì cũng có cách kiếm tiền. Airdrop nó cũng có cách kiếm tiền của Airdrop. Nào. Bây giờ mọi người mà là muốn kiếm được tiền. Không. Từ. Đây. Ở bên này. Bình tĩnh. Bên này. Nó là màn hình không thể thay đổi thằng ơi. Không, em chơi ở hai màn hình. Đấy, đợi tí. Ok mọi người thấy màn hình mới chưa? Mọi người ơi. Anh thấy rồi đấy, nhưng mà em tắt cái chữ ignore đi. Rồi. Ok. Anh mới rồi đúng không? Ờ. Đang chơi hai màn hình mọi người ạ, thông cảm nhá. Đây. Mình là chuyển cầu. Mình cầu từ ETHW USDT này qua BSC này. Đây là cầu này. Đây. Mình đã chuyển thử là $2.000 trước rồi. Và mình chuyển tiếp này. Successful này.
đúng không? Và bây giờ mình check ở bên BSC nhá. BSC thì nhiều hát để xem nào. Check. Mọi người biết check scan BSC scan chưa? Copy cái địa chỉ ví ở thôi. Copy địa chỉ ví của mình vào là mình check được ở bên BSC ngay. Mọi người nhỉ? Cái check on chain này là cái cơ bản nhất đúng không? Check được mình làm gì, check được như thế nào, mọi người phải biết check. Internal thế nào? Ok. Đây. Nhận được rồi nhá, 230 này. Binance BSC USDT này. Bây giờ mình copy contract này vào. Copy. Mình chưa contract thì mình copy vào. Đơn giản mà. Nhiều người phải xem kỹ nhá. Chứ bây giờ là mình đã bảo như này rồi mà là anh em còn hỏi lại thì mình buồn lắm ấy. Nhập token này. Dán vào. Cái này thêm rồi. Chắc là chơi nhiều token quá không check ra rồi. Đâu là đây rồi, nhận được rồi mọi người nhé. Ok rồi đấy, cầu này chuyển từ cầu này sang cầu khác và mất tiền thôi. Thế bây giờ mọi người đã thấy cái cầu của nó hay không, rất hay đúng không, chuyển tiền từ bên này sang bên khác được đúng không, rất hay đúng không. Bây giờ tiếp tục này, chuyển đi chuyển lại như là... Thực ra là không, mình không cần phải chuyển cái đấy thì chuyển đến mất phí. Bây giờ là mình lấy mẫu cho mọi người là cái phần mà là chuyển cái bridge mà được airdrop nhá. Có đấy. Không phải không đâu. Đây. Đây này, đây, Clam Limit Headspace này. Đợt này là mình chuyển là 1.000 đô, mọi người ơi. Mình chuyển là 1.000 đô con đó. Vì này, mình chuyển test 1.000 đô con đó. Thì được airdrop cho tầm khoảng, mình xả được tầm khoảng 1.500. Rồi. Mọi người ạ. Mình chuyển có 1.000 đô con đó thôi. Mình được airdrop cho 1.500. Xả ngay đỉnh luôn anh em ạ. Đấy nhá. Chỗ này là có 15% thôi, 15% mà được 1.500 rồi, 15% được 1.500 rồi. Nhá. Mà còn ví nữa của mình mà chuyển tận 10 hơn 10.000 cơ mình chưa lấy. Đấy. Đây là một cái trường hợp mà là chơi bridge. Nó còn rất nhiều trường hợp nữa. Thì nên là mọi người ấy, mọi người đừng nghĩ là mọi người tốn tiền khi mọi người là tham gia những cái mà là cái nhiệm vụ mà retroactive hay gì đấy, tại vì cái lợi ích của mọi người về sau mà nhận được ấy thì nó cao hơn rất là nhiều. Để nó ở đây đi rồi mình nhá. Ấy chà. Bây giờ còn anh em nào chê làm con Abrium nhiều tiền không? Hả? À, anh em. Còn có ai chê con Abrium nhiều tiền không? Hình như là mấy cô em mấy ở trong nhóm này mấy người mình bảo là họ bây giờ làm nhiệm vụ của con Abrium nhiều lắm rồi. Thực sự thì mọi người làm thì mọi người phải biết gọi là cân đối tiền. Ví dụ bây giờ làm một ắc tầm khoảng 10 đô chẳng hạn, thì bây giờ mọi người phải biết cân đối là tầm khoảng 10-20 đô thôi. Làm thì phải làm đúng, làm đủ, làm chuẩn, chứ không phải là làm nhiều, làm tràn lan, chỉ có tốn công, tốn sức, tốn tiền. Ok chưa? Đó. Ok. Rồi.
Covid à? Ok, cũng được. Để em lại lại từ từ đã, làm cái này đi. Một đây. Thực sự thì cái brick này thì nó đơn giản thôi. Tự nhiên sao cái bản tranh này bạn ý dở hơi thế. Brick này vào đây này, có lịch ví này, cái tam mát này, thấy chưa? Mình đang có tiền USDT là hệ của BSC đúng không? BSC này, đây là ngó 230 đô nhá, 230 đô BSC nhá. Mọi người nhìn thấy không? Có ai nhìn thấy không mọi người ơi? Có ai nhìn thấy gì không? Alo, alo. Mình nói trước cho mọi người nhá. Anh Toàn đấy nhá. Anh Toàn là anh Toàn chuyển sai đấy nhá. Chuyển thì phải chuyển cùng hệ nhá. Chuyển từ ví này sang ví khác thì phải cùng hệ thì mới nhận được tiền. Ví dụ nhá, chuyển từ cái ví ở của cái sàn DEX ấy, tức là cái ví mà không ở trên sàn tập trung ấy. Binance nó gọi là sàn tập trung, Huobi nó gọi là sàn tập trung, OKEX hay là Gate nó gọi là sàn tập trung. Còn cái ví như là cái ví MetaMask hay là cái ví Trust Wallet thì nó gọi là cái ví DEX, cái ví cá nhân nhá. Thì khi mà mình chuyển từ cái ví cá nhân này sang ví cá nhân khác thì mình phải chuyển cùng một hệ. Nếu mà chuyển khác hệ thì may ra mình vẫn lấy được tiền, tại vì tiền nó vẫn nằm ở trong cái ví cá nhân đấy. Nhưng mà mình chuyển từ cái ví cá nhân mà mình chuyển lên cái ví sàn thì ông mà chuyển USDT mà cái hệ của Binance ấy. Mình chuyển cái USDT của cái hệ BSC BIP 20 ấy mà lại chuyển sang mẹ cái ví của sàn à không? Thực ra là nếu mà là chuyển từ cái ví của bọn BSC ấy, USDT ấy, mà mọi người mà chuyển lên sàn ấy, chuyển lên sàn mà cái hệ của ERC ấy vẫn nhận được. Tại vì là Binance nó vẫn hỗ trợ. Nhưng mà bây giờ là ông ấy lại chuyển là cái hệ của Ethereum, USDT của hệ Ethereum Proof of Work, đúng không? Mà chuyển USDT đấy mà là sang cái hệ của bọn ví của sàn cách ấy, mà là sàn cách đấy nó không hỗ trợ cái hệ đấy thì bây giờ là chuyển lên là mất, đúng không? Chưa có sàn nào là hỗ trợ cái USDT của hệ Proof of Work cả. Nên là anh em mà để vào đấy là anh em mất tiền nhá. Đúng rồi, mất. Đây là những anh em có kinh nghiệm là anh em biết rồi đúng không? Đấy. Cái cách duy nhất ấy là mọi người ấy, một mọi người là chuyển tiền từ đâu mà là qua hệ của Ethereum of Work, có nghĩa là chuyển mà mua con ETHW ấy thì mọi người là chuyển rút về ngược lại như thế. Đấy là cách một. Cách thứ hai là phải qua bridge. Qua bridge nó gọi là qua cầu ấy. Cầu này qua cầu kia ấy. Đây, thì đây. Nhá. Yeah. Đây, chuyển đây. Ok chưa? Ấn submit này. Thôi chuyển thử đó, ít thôi, 30 đô thôi, không chuyển nhiều, mệt người. 30 đô đi. Ok chưa? Bấm submit chưa? Ừ. Buồn lắm mọi người ạ. Đấy. Thì đây mọi người biết đây là mình làm mẫu cho cái hệ của Ethereum Work với BSC. Bây giờ ấy mọi người, bây giờ là mọi người mà là chơi cái mạng của Arbitrum ấy, mọi người phải bridge qua đúng không? Thì bây giờ là mọi người phải chuyển ETH bridge qua Arbitrum đúng không nào? Thì nữa mình lại thử. Anh chuyển ở đâu hả anh chuyển cái gì? Anh chuyển từ em có bên khác chuyển cho anh tốt hơn.
mình phải kiếm bên nào thanh khoản nó phải to thì brief nó mới dễ mà là không bị lệch giá nhá. Đây tí em chỉ cho, xong vụ này em chỉ cho. Đỏ phết. Đại ca ơi, không chơi hệ này. No no no. Anh chuyển đi đâu? Anh chuyển từ đâu qua đâu? Cái sàn cái brick này nó bé như cái lỗ mũi. Làm gì nó có đủ tiền đâu để mà bị lệch ít, lệch cao của sứ ra qua sàn khác. Đây xong rồi đây. Đấy. Vậy là bây giờ là đã có tiền rồi nhá, mọi người nhá, đã có tiền rồi nhá. Bây giờ chuyển lại này mất 2 đô tiếp mà. Thế mới gọi là cài này. Ừ thì em đi số app cũng được, cái đấy ok, cũng ok. Đấy nhá, mình đã thử mẫu cho mọi người. Ừ, Abichu hướng dẫn rồi mà. 18 cái nhiệm vụ đấy của nó ấy, là để cho mọi người là biết được cái Abichu mà là nạp tiền thế nào, swap thế nào, đúng không? Add thanh khoản thế nào, mine NFT thế nào. Đấy. Bridge qua thế nào. Bây giờ là tức là nó đã hướng dẫn cho mọi người cái Rigi cho active cái testnet là để cho mọi người biết cái hướng sử dụng nó như thế nào. Thành thạo rồi. Ok chưa? Thì bây giờ nó mới cho mồi. Cho mồi là cái gì? Cho mọi người tiền. Cho mồi đấy. Mọi người còn chơi, mọi người còn ở trên hệ của nó thì mọi người vẫn nằm trong những cái gọi là cái dòng tiền nó hút của mọi người. Vẫn là mọi người còn chơi là mọi người có mất tiền. Mọi người biết chưa? Những cái dự án nó làm ra để làm gì? Nó làm ra là để thịt tiền của mọi người. Ok chưa? Thế mà mọi người bây giờ đã hiểu chưa? Dự án nó làm ra để làm giàu cho dev, để làm giàu cho hệ sinh thái của nó, để làm giàu cho mấy ông founder ấy, chứ không phải là để cho mọi người đút túi đâu nhá. Không phải để cho mọi người đút túi đâu. Mỡ à? Nó mất công nó làm ra là để cho mọi người đút túi tiền à? Nó mọi người phải biết cái kịch bản đấy chứ, đúng không? Nó làm ra nó phải làm giàu cái túi của nó đã. Dev Việt Nam ấy, bọn Việt Nam ấy, nó đi nó ngắn lắm, nó không đi dài. Việt Nam mình á, ăn được 200.000 đô đã sướng bỏ mẹ rồi, 2 triệu đô đã sướng bỏ mẹ rồi, mua nhà mua xe scam luôn, rút luôn, đéo còn phải làm gì, đút túi tiền nữa. Đấy, Việt Nam nó thế. Nhá. Còn Dev Tây á, nó làm á, 20 triệu đô, 50, 80, 100 triệu đô. Đấy. Nó làm mà nó ăn dày. Đấy. Nó làm rất lâu, nó ăn cái phí giao dịch của mọi người nó còn kinh khủng hơn là cái tiền nó rút. Nó làm một cái hệ sinh thái, nó ăn phần trăm, nó ăn phí ở đấy, nó còn sướng hơn là đi scam nhiều. Đấy. Mọi người ạ. Tức là một cái hệ sinh thái ấy, bọn nó phải nắm được cái ví dụ như là cái những cái sàn đếch ấy. Bọn nó làm sàn đếch, bọn nó ăn phí thanh khoản của mọi người, nó ăn phí giao dịch của mọi người, nó ăn sướng hơn nhiều chứ. Sướng hơn là nó scam nhiều, nó ăn dài, nó ăn vài năm. Nó ăn vài năm luôn. Đấy. Vì thế là nó mới làm lâu. Mà nó mới bơm lên để cho mọi người FOMO và giao dịch càng nhiều. Ăn phí giao dịch mà. Đấy. Thì mọi người có biết là mấy cái bọn như là cái con Uniswap với cả mấy con gì, với cả mấy con Pancake ấy, mọi người mới biết là nó ăn phí giao dịch nó ăn nhiều như nào không? Tính phí giao dịch, ăn phí giao dịch không, nó đã phải tính là tầm tỷ đô ấy. Nó ăn tỷ đô ấy mọi người ạ. Chứ không phải là ăn kiểu phèo phọt như là mấy cái bọn dev ấy đâu, ăn có tầm vài trăm nghìn hay là vài triệu đâu. Đấy, đấy mới gọi là dev Tây. Ăn nó phát triển ăn như thế cơ mọi người ạ. Nhá. Là một hệ sinh thái của nó ăn như thế chứ. Mà nó bơm một phát là bơm vài trăm lần. Việt Nam mình chỉ thế thôi.
mình đã bảo là mình hôm trước là mình đã có pin lên nhóm luôn, mình đã bảo là mình nhìn qua cái hệ của bọn Apotos là mình thấy ớn ừ cả người, ớn e cả cổ này. Đấy. Chính vì mà mình đã bảo là mọi người là mình sẽ ngó cái hệ của bọn Apotos, nhưng mà buổi tối hôm đấy phát mình bảo luôn là thôi cái hệ này mình ngán ử người rồi. Đấy. Hai dự án ra đầu tiên đứt luôn cả hai. Chán luôn. Anh em đừng có mất tiền anh em ạ. Bây giờ ấy, thời điểm này ấy, là thời điểm học, trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện ý chí nhá. Mọi người phải có tính kỷ luật, rèn luyện kỷ luật nữa. Sai kỷ luật, sai phương pháp là mọi người đứt hết. Mọi người không hiểu cuộc chơi, đúng không? Kể cả những cái ông chơi từ lâu rồi này, vài năm rồi này, 1-2 năm rồi này, vẫn chưa biết cuộc chơi thế nào, không đủ khả năng. Bây giờ là dính qua rồi chứ, học được những kinh nghiệm rồi chứ. Nhưng mà bây giờ là mình vẫn mất tiền, mất vốn rồi. Cụt vốn rồi mọi người ạ. Nào. Cụt vốn rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Đi làm, tích lũy tiền cho mùa sau đúng không? Không có tiền thì làm airdrop, làm cái free đi. Free là cái Zetachan free đấy. Nó bây giờ là ai làm được top của Zetachan thì được hồi, thì được đổi tiền. Bây giờ đừng để mất tiền có vốn thì nên học cách làm dev. Học cách làm dev thì phải học lâu lắm. Code tầm khoảng 2-3 năm. Đấy, thời gian 2-3 năm thì bây giờ học từ bây giờ thì 2-3 năm sau làm dev. Mà lúc đấy thì uptrend mẹ rồi, thì làm sao bây giờ? Làm dev thì phải có team. Bây giờ ông một mình ông làm dev thì ông làm được đẩy dự án, ông làm được marketing không? Nào, dev một mình làm được cái gì? Đi làm thuê cho người ta đúng không? Đấy. Ok xong rồi. À bị chung. Để mình thử xem là mình thử xem Boris xem hết bao tiền nhé. Okay. 2,09 thì mình được 281 đô. Đó là Boris xong được lời này. Hai linh bảy ít quá mọi người ơi. Boris qua chính thì ngon hơn này. Đây cái phí gas mọi người đây nhá. Boris này cần phí gas này, 3,62 đô phí gas này. Nhưng mà mình brick qua thì mình nhận được là 2,118 này. Tức là mình vẫn lời. Nó bị lệch giá mọi người ạ. Tức là bọn nó là mình nó bị lệch giá ấy. Thì vẫn được lời một ít. Đây ở bên này. À, nếu mà gửi ở cái hệ này thì xem nào. Phí nó ít hơn. Nhưng mà bị lệch giá nó cao hơn đây, 0,06 này. Thì bây giờ là mình vẫn ưu tiên là thôi gửi ở bên này nó vẫn ngon hơn này, lời hơn này, 21 này. Zeta chan top nhiều lần thì được nhiều tiền. Để anh xem nào. Nên là hôm nay để cho mọi người thử nghiệm cái Burit thì cả mọi cái biết mọi người, cho mọi người biết là cái retroactive với cả cái test là như nào. Có 289.000 tài khoản. Top bây giờ là 20 triệu token.
Đây là cái Zeta Chan mình làm từ ngày 15 tháng 9 này. 15 tháng 9 nhá. Đây là cái ngày mà là mình cho mọi người làm hết tất cả các nhiệm vụ, kể cả Apotos này, kể cả ZKS này, kể cả Abrium này. Mình đã gửi đủ cho mọi người làm đủ cho để mọi người làm đủ nhá. Nhưng mà mọi người có ai chịu làm đâu? Không ai chịu làm cả. Đúng không? Đây có bao có hướng dẫn từ A đến Z đây mà chả ai chịu làm cả. Bây giờ mọi người là chê tiền. Đúng không nào? Đừng bảo mọi người bừng bảo khó. Không khó. Nó có hướng dẫn rồi, chịu khó đọc dịch ra tiếng Việt là làm được hết. Mọi người đã bỏ qua vài cơ hội. Tức là những ai mà là tham gia với mình từ đầu ấy, học viên từ đầu ấy, là mọi người đã bỏ qua khá là nhiều cơ hội để mọi người có được cái khoản tiền mà là free. Nhá. Mọi người nhá. Đây, chính mọi người đã bỏ qua cơ hội chứ không phải mình, mình không cho mọi người cơ hội nhá. Mình đã cho mọi người rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà mọi người không chịu làm. Ok chưa? Bản thân mình cũng rất là buồn. Anh em không chịu làm, không biết phải hỏi. Đấy. Hỏi có hướng dẫn mà. Hoặc là đọc tiếng Việt, dịch tiếng Việt ra mà làm. Có hết. Làm rất là đơn giản thôi, làm theo nó yêu cầu thôi. Câu hỏi gì cũng phải làm được. Đây ví dụ như cái này. Đọc ra thôi. Đây, làm những cái gì? Đây, requirement to quality, dịch ra tiếng Việt biết tôi biết ngay. Là một trong những cái câu hỏi này, là một trong những câu hỏi này. Ôi dồi, quá đơn giản. Đấy, nó cũng không khó đâu mọi người. Làm được xong thì ấy. Mọi người đang bị một cái rất là thụ động là chưa chịu tìm. Đấy là đại ca là không mua được những cái con mà là lâu. Nó có, tức là ở trên những kia nó có con ngâm tầm 1-2 tháng mà. Đâu phải có một cửa hàng đâu, nhiều cửa hàng mà. Xin lỗi mọi người, để đi lấy nước uống tí. Nói hơi nhiều. Mọi người nghĩ DeFi nó dễ, xin lỗi mọi người, DeFi nó còn khó hơn Chaycoin gấp, nó còn khó hơn Chaycoin nhiều. Đây là mình uống thuốc cả. Mọi người làm nhiệm vụ ấy, đừng có nghĩ là làm nhiều. Làm tập trung, làm đủ, làm đúng. Con nào yêu cầu làm trước thì làm trước. Có token ra trước thì ra trước, làm trước. Đấy, rất là đơn giản thôi. Gì phải là ôm đồm làm gì. Bây giờ có mỗi 10 đô đúng không? Nhưng mà mọi người có biết, mọi người tốn 10 đô nhưng mà mọi người có biết là mọi người có cơ hội, mọi người có thể kiếm được tầm 2-3 nghìn đô không? Bây giờ mình chỉ bảo thôi. Đây là những con làm mất tiền. Con nào làm mất tiền ấy càng ngon. Mọi người nhá. Con nào làm mất tiền con ấy càng ngon. Nhưng mà làm với cả cái vốn mà mọi người chấp nhận bỏ ra được thì hãy làm. Không thì thôi đừng làm. Đối với mình ấy, con nào làm mất tiền thì càng ngon. Cứ mất tiền là ngon. Mất ít thôi, không phải mất nhiều. Như con này, như con Abu mà làm là mất ít tiền là ok này. Mọi người không biết nhá, ngày xưa mình swap con Uni ấy. Một lệnh đã là mất tầm khoảng 40-50 đô rồi, tiền phí đấy. Mà mình còn giao dịch 4-5 lần mất tầm khoảng gần 100-200 đô cơ. Đấy, mọi người nghĩ là rẻ gì? Ở bên ETH ngày xưa nó không rẻ đâu. Một lệnh của nó tầm vài trăm đô tiền phí. Chính vì nó cao quá nên là bây giờ nó mới ra cái hệ là cái hệ Proof of Stake Layer 1, Layer 2, là để cho nó giảm thiểu cái phí giao dịch đi. Đấy. Bây giờ mọi người phải biết là cái của bọn cái đây mọi người nhìn đây này. User của cái layer 2 của cái Arbitrum này nó nhiều lắm. Bây giờ chỉ cần
mình xem qua cái hệ Arbitrum rồi nhá, nó còn tử tế, nó còn clear gấp gấp trăm lần cái bọn Apotos, mình nói thật. Thế nên là ấy, đợt tới ấy, con này nó mà ra ấy thì mình sẽ kiếm sẵn cho vài kèo. Đúng rồi, tôi chung rồi, mình thật nhá, ngày xưa nhá tranh nhau mai một con NFT một nghìn đô tiền phí mai qua. Mai chị Yến không? Mai bảo chị Yến thăm đấy. Không, nói chung là không đơn giản đâu mọi người ơi. Hả? Bây giờ nhá, tất cả mọi người trong nhóm nhá, tốt nhất là mọi người làm cho mình một cái nick này, một cái nhiệm vụ này, Arbitrum Guy này. Đấy, mọi người làm hết đi nhá. Kèo này là có ăn. Ai chưa làm thì làm đi, cơ hội cuối cùng, mình nhắc lần cuối cùng, làm đi nhá. Đến lúc mà nó lại airdrop mà anh em lại không được thì thôi, mình lại buồn lắm. Cả con Zeta Chan nữa, làm nốt đi. Ông nào chưa làm thì làm nốt đi. Mất công làm thôi, bây giờ là muốn kiếm được tiền thì phải mất công mà làm. Làm bây giờ lại chê ít thì làm 10, 20 nick là nó có nhiều ngay. Đấy. Bây giờ nhá, đã tham gia thị trường này ấy, xác định là phải mất tiền luôn đi. Mất tiền rồi mới kiếm được tiền, mọi người ạ. Chứ bây giờ mọi người mà không chịu bỏ tiền ra, không chịu mất tiền thì làm sao mà kiếm được tiền. Bọn đếp nhá, bọn nó làm dự án nhá. Bọn nó phải chịu mất tiền. Bọn nó phải bỏ tiền ra cho mọi người làm airdrop cho mọi người để mọi người là còn chơi cái hệ sinh thái của nó. Nó bỏ tiền ra cho mọi người để chơi cơ mà. Đấy, tức là nó có tiền sẵn, nó bỏ tiền ra cho mọi người, đúng không? Đấy. Mà bây giờ là nó có mồi như này. Là mày sử dụng hệ của tao đi. Theo những cái hướng dẫn này thì bọn mày khi xong thì bọn mày sẽ được bọn tao cho những cái gọi là cái phí gọi là tham gia những cái testnet đấy. Công follow rồi đấy. Thì mọi người cầm cái tiền đấy gì? Mọi người cầm cái tiền đấy mọi người phải rút ra. Thì đấy mới là tiền của mọi người. Nếu mọi người vẫn còn tiền tiền đấy mọi người vẫn chơi tiếp thì nó vẫn có nhiều bài mà nó rút tiền của mọi người về nhá. Đấy, như hãy bài học của bên Avotos là hãy học. Đúng rồi anh. Xả nhanh thì được nhá. Nhận được phát xả luôn thì được. Apotos ấy, thằng nào xả đỉnh ấy là được tầm khoảng 3.000 5.000 đô. Không phải là 10 vị thôi hay như nào. Cái Zeta Chan thì làm thoải mái bao nhiêu vị cũng được vì nó không tốn tiền. Thằng này làm bụi đi. Mẹ làm bụi cho nó con. Làm bụi nó. Ừ, lên chơi. Còn đâu là cái xem nào. Còn đâu là cái Arbitrum ấy thì nó tốn tiền mọi người ạ, nên mọi người làm ít thôi. Ai có đủ tiền, có dư tiền thì làm. Đấy, tức là nhá, bây giờ ấy những anh em nào mà kiếm được tiền mà là lúc đầu mà học với mình ấy thì anh em có thể lấy cái tiền lại đấy ra để mà làm. Ok, mình ok luôn nhá. Chứ bây giờ anh em chơi tiền gốc thì anh em phải biết cân đối. 10 đô đã là 250.000 đô, 250.000 rồi. Phải cân đối nhá. Tại vì cái này cũng có khả năng là không nhận được. Thế cơ. Aerobe bình yên nó cho cái đó đấy. Đéo cho nữa em ra.
thực ra là nó sẽ cho nó để nó là ủng hộ, nó phải có kéo thêm user để vào hệ sinh thái của nó. Thế nên là nó phải cho, nó phải có mồi mọi người ạ. Đấy là lý do mà bọn quỹ ấy, bọn quỹ với cả bọn gì bọn nó đầu tư ấy là để bọn nó là chơi lâu dài và để làm giàu cho bọn nó nhá. Mọi người biết lý do tại sao bọn nó lại cho Aerobe chưa? Cho mọi người Aerobe, thứ nhất là bọn nó là không phải tốn tiền marketing, là một, mọi người chính là những cái con mồi của nó nhá, và nó đưa tiền cho mọi người ấy là để mọi người sướng, là hệ này nhiều tiền quá, hệ này dễ kiếm tiền quá, bây giờ phải nghĩ xem kiếm được tiền như nào không. Xong rồi là nó sẽ bơm một vài dự án ở trong cái hệ này lên Xtor để mọi người FOMO vào. Đấy, dự án này Xtor rồi, dự án 2 Xtor tiếp, dự án 3 thế nào cũng Xtor. Nhưng mà mọi người ạ, dự án 1 ngon, dự án 2 ngon, dự án 3 chắc gì ngon. Đúng nào? Mọi người nghe mình nói, mình nói qua mình có hiểu không? Dự án 1 ngon, dự án 2 ngon, mà dự án 3 chắc gì ngon. Đúng không? Kinh nghiệm đấy. Bây giờ nó cho Aerobe ngon đúng không? Aerobe Abrobe ngon. Aerobe ZKS ngon. Aerobe của Abrium chắc gì ngon. Hoặc là Aerobe của Abrium ngon mà ZKS chắc gì ngon. Tùy thôi. Đấy là mình nói qua cho mọi người như thế. Bây giờ là mọi người có thích làm Aerobe không? Kèo đấy, làm đi. Đây thử. Đông nhỉ? Đây. Hình như là mình ok rồi. Mọi người ơi, mình ở mọi người nhớ em không? Hôm nay thì những cái đội làm tool ấy thì họ đã update thêm một cái tính năng, đó là mọi người là sẽ import được cái proxy vào nhé. Mọi người mua cái file proxy ấy thì mọi người là sẽ có cái định dạng là IP với cả port. Đấy. Thì bây giờ là mọi người là add, ví dụ là add từ khoảng 10 con proxy, thì mọi người là để cái list 10 con vào trong này thì nó sẽ tự động gán cho mọi người là từ con từ 1 đến 10 nhá. Đấy. Và làm cái bản này thì mình sẽ share cho những người mà đã đăng ký form, thì mình sẽ share cho trước, mình sẽ gửi mình sẽ cho cái link để mọi người trong mail là sẽ có thể là ok vào được nhá. Đấy. Sắp tới thôi, để tại vì là bây giờ là mình đã làm những cái key rồi, mọi người sẽ có thời gian thử là khoảng 10 ngày, nhưng mà mọi người thích thì mọi người có thể đợi thêm để hoàn thiện hơn những cái tính năng khác. Đấy. À, xem nào. Mọi người ơi, ZKS nhá, 4 ngày nữa ZKS, ai mà làm ấy 4 ngày nữa chuẩn bị nhận quà đi nhá. Bốn ngày nữa là đến mainnet rồi mọi người ơi. Mới làm bước 1 thôi anh ạ. Ô, sao làm bước 1? Sao làm bước 1 em?
Cái bước cái hôm đấy hình như em hỏi anh là tại sao cái bước tiếp theo em không bấm được vào ấy, là cái hôm mà áp kèo rồi ấy. Nghĩa lúc ấy chưa ai làm. Xem nào, cái nhiệm vụ một số cái nhiệm vụ là sẽ không làm được nữa. Nếu mà em làm hết nhiệm vụ thì em sẽ được nhận được tối đa cái ZKS, còn em làm ít nhiệm vụ thì em nhận được ít hơn, hình như là thế. Cái lúc mà anh đăng 7 cái kèo là em làm luôn, nhưng mà có bảy những cái bảy nhiệm kèo vụ từ không bao giờ, bấm được từ vào ngày luôn. mười lăm tháng 9 hay là ngày bao nhiêu? 7 cái kèo mà đợt anh đăng cho mọi người làm ấy, có Mới cả đây à? Mới Apex. đây, hay là lâu rồi? Anh đăng Không, lâu rồi. lâu rồi, từ lúc ấy còn có con AP tốt ấy. Ừ đúng rồi, đấy từ lúc đấy. Đấy, em làm từ lúc đấy nhưng mà có nghe bước không bấm được vào luôn. Thế em đang em hỏi đây gì xong mình hình như mọi người chưa làm nên cũng chẳng không ai biết. Cái bước đấy hình như là Paul làm rồi. Paul có hướng dẫn mình nhỉ? Paul có online không? Anh Làm cái thì gì hả anh? làm cái con ZKS này này. Mai em bảo là Mai NFT là gì? Paul làm mấy là mấy mấy ví rồi mà. Bước nào bằng nước nào anh nhỉ? Thắng ơi, bước nào là bị kẹt nhỉ? Em tham gia trong cái Potter này. Xong rồi dùng mấy cái đi đi app của nó em không dùng được ấy. À mấy cái đi app của nó bị chậm đúng không? Cái đầu tiên cái portal chấm dứt cái thích đúng không? không bấm được bấm nó không 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 hiện tượng gì xảy ra luôn. Ừ, cái đấy thì là này như là không không có dùng được, nhưng mà là trước là dùng có được á, nhưng mà cái đấy phải phong xét nó, mình phải phong xét nó không mình dùng, bởi vì là nó cũng cái thằng đấy nó cũng hay lag giống thằng xui đợt này ấy. Nhưng mà mình vẫn phải để ý là mình làm thôi. Tức là có lúc lag có lúc không. Đúng rồi. Nói chung cái hôm đấy cái hôm sau em không làm được, thế em làm bỏ luôn à? Em làm người sau. Vậy là kèo này chắc chỉ có mỗi Paul Paul hút rồi à? Em đang chưa check được là xuống đi 4 ngày nữa là có rồi đấy. Thế hả anh? Đấy anh bảo mày vừa vừa nãy là đây 4 ngày là lên mainnet rồi mà. Vâng. ZKS 4 ngày nữa là mainnet rồi mà. Sau sau ZKS thì sẽ đến cái con Arbitrum. Em có con em bên C98 nó mới gửi cho ít tài liệu làm Europe, không biết là có gì hay không, lòng có gì hay thì em gửi anh em. Ừ, được. Thắng ơi. Dạ. Cái đường link trên YouTube mà em hướng dẫn mọi người làm kèo Arbitrum ấy, thì anh thấy bắt đầu luôn video đấy là em hướng dẫn luôn cái clip luôn ấy. Làm gì ạ? Thì đấy là cái video tức là kèo hướng dẫn Arbitrum ấy, nó chỉ có một video này thôi đúng không? Chỉ có một video thôi, xem là rõ mà. Có HD rồi đấy, có HD rồi gì việc gì phải phải mất thời gian làm lại anh. Nhưng mà anh thấy là ví dụ khi mà click vào cái link mà GUIXYZ Arbitrum này này thì cái row đầu tiên của nó là Treasure Farm này thì phải hold ít nhất là 0.01 magic hoặc 1.3 cái kia cả. Để em làm vậy nhá, để em làm nhá. Đây. Đâu, AK2 đây, em không biết nhá, chuyển tiền sang đây. Ok, để em làm 2 đi. Mọi người ơi, ai mà chưa làm thôi làm luôn với mình nhá. Ok, em thử luôn đi. Bao ơi, em làm mấy con Arbitrum này làm bao nhiêu ví? Có tiền rồi. Em ơi. Ờ. Em mới làm con ví à? Ví à? Vâng, tại con này mất phí không ra nó hơi sốt ruột. ZKS cũng mất phí mà. ZKS em trước em nhớ em làm 2 ví. 2 ví à? Ờ. Vâng. Mất con này mất 10 đô thì phải. Con nào anh? Con này này. Con nó làm không? Arbitrum là 2 ví hết 14 đô. 2 ví mà 14 đô rẻ nhỉ? Làm cái gì mà 2 ví hết 14 đô chẳng nguyên cái xe mua cái LP của Hot là mất ít
Không làm gì, mất 1 đô thôi. Cái NFT mất có tầm 5, 6, 6 đô. Còn lại là không, cái kia là khác mà. Cái NFT thì rẻ nhưng cái mà thêm thanh khoản của cái bóp ấy nhất. Đâu, cái đấy anh chỉ cần mua 0,15 USDC là được rồi. Là mua được rồi mà. Không cần mua nhiều đâu. Mình mua nhỏ luôn, cặp là về luôn. Anh mua USDC xong rồi mua sống sang USDC. Anh mua USDT luôn. Thằng ấy bây giờ phải chuẩn bị cái gì để làm nhỉ? ETH anh ơi, ETH 0,2 à? Hey, hey, ít thôi, không phải nhiều đâu. Tầm anh chuyển tầm khoảng 0,05 hay 0,01 được. 0,01, 0,01 là được anh nhất ạ. 0,01 à. Nhưng mà mua sẽ là mua trong hệ ETH. Anh mua từ Binance chuyển rút về ví. Anh dùng Bridge cũng được. Em mua anh Bridge từ BSC sang hệ này mà. Thì anh đỡ phải bắn lên Binance. Hoặc là mua từ Binance chuyển vào. Ví dụ bây giờ đang có USDT ở ETH là USDT của ETH thì bây giờ anh phải mua là ETH. Khoan ơi, 17 vì đấy là em đã làm full hết nhiệm vụ chưa? Em làm full hết rồi anh ơi. Nào anh em chuẩn bị tiền chưa? Làm chưa? Mình làm mẫu cho một lần nhá. Mà cái này cái ví phụ của cái MetaMask thì không được, phải dùng là một cái ví mới. Hôm qua em ép ví phụ nó vẫn tính full nhiệm vụ như ví chính. Thế á? Vâng. Thế em phải tạo một cái ví mới để em làm mà. Đây anh, cái ví này của anh nó có được đâu? Hôm qua em connect. Nó cũng là con nó... cái ví này của anh là nó cũng là cái ví phụ đấy. Nhưng mà hôm qua em connect ví phụ nó tích hết luôn. Xong rồi em phải làm lại. Tại vì cái đấy nó vẫn liên kết với cả cái Twitter với Discord. Anh dùng cái Twitter với Discord khác. Đây, em đang làm mới này, làm gì có được đâu. Em đang nuôi thử Twitter xem nó có sống không. Ok, thôi mình bridge qua luôn nhá. Thì bây giờ, ví dụ anh đang có đô ở US, ETH, của mạng ETH, Ethereum bao quốc ấy. Thì rồi. Mình sẽ mua ET, mình sẽ làm nào nhỉ? Anh dùng bridge, anh search bridge đi. Ừ. Em vừa chỉ cho anh rồi, còn gì anh nhất rồi. Để bắt đầu lại cuộc đấy. Nhưng phí bridge này như hơn cao không? Không. Nhưng mà... LFG đây, đâu? Em... Đây, vào LFG. Nào. Anh vào LFG. Vấn đề là anh phải có cái ETH đã, ETH của cái hệ kia làm phí đã. Đúng không? Tốt nhất là bây giờ ấy, anh rút cho em về sàn. Anh rút cho em về sàn, anh bridge qua BSC, anh có BNB làm phí không? Anh rút cho em về sàn, anh mua cho em ETH đi, chuyển về ví đi, khổ quá. Thế giúp nhanh. Bridge biết làm cái gì? Làm gì có phí sẵn đâu mà ấy, đúng không? Thế hình như là dùng ông qua em read từ BSC sang hệ này chỉ mất BNB thôi mà, không mất ETH đâu. Chỉ mất BNB đúng không? Thì bây giờ là em định rút cho qua gì? Bây giờ phải có BNB làm phí. Bây giờ anh nhìn có BNB làm phí không? Nhất là hệ ETHW mà nhỉ? Ừ. ETHW chuyển qua BSC đúng không? Thì bây giờ BSC nó có phí không? À, nó có cái BNB làm phí không? Hay là B hay là từ ETH Group Work bây giờ là chuyển sang hệ của ETH thì có ETH làm phí không mà giao dịch? Nào. Đúng không? Không có ETH làm phí bây giờ lại phải chuyển lên sàn. Thế tôi. Đúng không nào? Tốt nhất là chuyển lên sàn. Và sao tức là em làm luôn bây giờ để anh xem. Hai là anh đợi để anh xem lại cái clip đi. Cái gì ở trên đấy đi. Không có em dùng bridge của trang gì nhỉ? Vấn đề là em bridge của trang nào cũng được. Vấn đề là em có sẵn của ETH của hệ nào thì em mới bridge qua được. Bây giờ em mà chỉ có USDT ấy, thì em vẫn phải bắt buộc là em vẫn phải mua ETH để em làm phí đúng không? Đó là em có phí sẵn rồi thì em bridge được đúng không? Bây giờ em USDT đúng không? Nhưng mà bây giờ em không có ETH để làm phí thì em làm sao mà em swap được?
Nào. Thì bây giờ swap. Từ swap gì? Anh hiểu em swap gì? Đấy. Tức bây giờ anh phải phải chuyển từ USDT sang ETH. Dùng cái trang chuyển từ ETH về sàn ví dụ Huobi chẳng hạn. Hay ban anh bây giờ là như này. Em anh có BNB ở hệ BSC không? Trời ơi. Có. Trời có đúng không? Thì bây giờ anh rút USDT. Anh có USDT, anh có ETH sẵn ở cái hệ của ETH thì anh chuyển cho em cái tiền USDT đấy sang hệ ETH. Hôm qua em dùng cái trang Bridge Connect ấy. Có link BNB Bridge được luôn. BNB Bridge được, vấn đề là em Bridge cái gì qua cái gì? USDT sang ETH luôn à? Không, Bridge BNB BSC sang luôn, Arbitrum One được mà. Anh thử một cái, anh thử cái trang Bridge.connect ấy. Đây, Conflict đúng không? Connect đúng không? Connect Scan đúng connect. Không? Connect. Cái này đúng không? Bridge Connect.network đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này đúng không? Bridge từ đây sang mà. Anh cũng dùng. Anh có phải không dùng đâu. Vấn đề là em bây giờ là em phải có BNB order không? Order tức là có order em ạ. À đúng rồi. Tức thì là bây giờ có người người ta muốn chuyển đi và mình chuyển về thì bây giờ nó mới khớp được lệnh. Nó lâu. Không, em chuyển phát sang luôn. Thế rồi là đang có lệnh nó muốn chuyển qua. Đây là nó khớp theo router đây này. Giờ router này, đây là em anh chuyển một lệnh sẵn rồi nhá này. Giờ router này bị stuck này. Anh mất 2 ngày luôn em ạ. Anh chuyển ETH mất 2 ngày. Em là rất là may mắn nhá. Em rất là may mắn. Anh vừa chuyển xong mà. Em là cực may mắn đấy. Thế anh nhất thử phát em được không? Với đâu lại hên nhanh. Mười mấy đô thôi mà. Đây anh thử lại xem là anh xem màn hình của anh xem là thằng nhá. Không, em dùng cái trang này phát chuyển xong luôn. Mất cũng 2-3 phút. Cái hệ này bây giờ đang có là 2.100 đô, 25.000 USDC và DAI có đấy, hệ này đang có một lượng tiền như thế này, nhưng mà ở đây là của nó chỉ có là 0.02 ETH thôi, tốt nhất là thôi anh Nhất ơi. Hệ này nó ít ETH lắm anh ạ, anh chuyển đi mất thời gian nó lại đèo khớp vào đâu. Đây này, nhìn đây này, 0.02 đây này, cái liquid của nó 0.02 này, ít quá. Thôi anh bán lên Binance đi chuyển lại. Đây là cái tốt nhất và an toàn nhất, đỡ phải kẹt lệnh, bị kẹt lệnh phát mất 2 ngày. Đây bị mất 2 ngày đây ạ. Bị rồi ạ. Thế bây giờ anh Nhất để tiền mà là có thanh khoản chuyển cho anh nhé. Không, bây giờ ví dụ là USDT này mình sẽ chuyển. USDT của anh thì anh vào cái LFG ấy, anh chuyển đi. Anh chuyển qua BSC hoặc là anh chuyển qua BSC rồi anh dùng BSC anh rút tiền cái đấy về là xong, đơn giản nhất. Xong rồi là chuyển của ETH qua thôi. Bây giờ thì anh phải đưa ETH lên sàn, ETH lên lưu lên sàn trước rồi. Thôi, bắt đầu là quy đổi chuyển USDT. Mọi người ai chưa làm thì bây giờ chưa xem clip thì bây giờ nhìn luôn cho nó ấy nhá. Xem nào, mọi người có nhìn được chưa, làm ấy anh hơi mất thời gian rồi. Zoom đi. Ok. Làm nhanh thì làm nhanh lắm. Mai là 0.73. Confirm luôn này. Chuyển cái này mất 15 phút cơ. Vì thế mà chuyển từ lúc nãy. Mất thời gian. Đợi 15 phút cơ mọi người ạ. Lại đợi vậy. Hơi nói khác vậy. Anh xem cái trang C68 ấy, coi 68 ấy, nó có một lít tục địa chỉ MetaMask mua sẵn đúng số lượng nó đặt ra được. Bây giờ vấn đề là cái đấy thì nó lệch giá nhiều và cũng có phí và cũng có ấy. Không thành thạo mà cái đấy nó mua trên Sushi với cả Uni mà. Đúng rồi. Có. Nhưng em thấy bên Fuxi rẻ hơn ấy. Phí ít hơn ấy. Mình phải thử. Nó có như là bọn Uniswap bọn nó có cái tự động tìm cái router rẻ để nó swap hay sao ấy. Hôm qua em so sánh hai bên, một bên mất
0,35 mất 0,2 mấy, sushi mất 0,2 mấy. Thế thì em thử cho anh cái con Oan Ninh ấy. Oan Ninh là nó còn rẻ. Oan Ninh nó còn rẻ nhất. Oan Ninh là nó có cái tự điều hướng tìm cho em là cái sàn nào nó có nhiều thanh khoản nhất và nó bị lệch giá ít nhất. Nó có nhiều sàn, nhiều cách sử dụng lắm. Nói chung là anh em mà chưa chơi nhiều, chưa thạo được mấy cái đấy thì dùng cách chính thống đi. Khi nào quen rồi thì dùng Brit. Qua mức còn. Thực ra thì như này này, bây giờ là cái ETH nó qua cái proof stack rồi. Thì tốc độ với cả mấy cái kiểu nó cũng nhanh. Và rất là nhanh. Dùng rất là sướng. Dùng rất là sướng luôn. Anh em mà là quay lại cái thời mà là chơi sàn sushi với cả sàn uni ấy, mẹ nó e drop cho nhiều tiền lắm, thích lắm. Mẹ sushi mà giữ được cái bán được lúc đỉnh của nó thì vài chục nghìn đô ấy. Bây giờ là MetaMask nhưng nó vẫn chưa có token đâu. MetaMask chưa có token đâu. Không biết là có ý định ra token không. MetaMask mà ra token là cũng khiếp đấy. User của MetaMask rất là nhiều đấy. Eo lại sập rồi. Sập nhiều quá. Đấy thì hồi lên xong lại sập xuống này. Hồi lên xong rút chân sập xuống này. Mày lên tiếp à? Dễ nhỉ, xem tí. Mình nói lại với mọi người về cái biểu đồ của bọn Đế Ghi nhá. Đế Ghi này nó biểu thị cho cái tương quan giữa 6 đồng tiền tệ với cả đô la. À, 3 ca tư, Twitter, TFT, VChurch và 300k tráng. 3K4 Twitter đấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3.400 đô bây giờ. Football ơi, em có biết là ngày xưa ấy, anh gom cái con TWT ấy, anh gom 3-4 triệu TWT ở bên sàn MEXC. Nhưng mà từ đấy là nó X10 là anh bán rồi. Năm 2 năm trước. Mẹ, từ đấy hơi phí đấy em ạ. TWT hồi đấy nhá, nó tổng cung của nó rất nhiều luôn. Nhưng mà nó đốt một phát hết luôn. Đúng rồi. Cái kèo TWT là cũng là kèo, một kèo là anh tự nhiên là anh trở nên là anh có tiền. Mua phát bay X10. Tại vì là nó đốt cái tầm cung của con TWT đi. Xong rồi Biden nó lại mua về nó dùng. Đấy, thế là bơm, ôi dồi ôi, nó bay kinh khủng luôn anh em ơi. Ngày xưa TWT là 100 tỷ coin hay sao ấy. Bây giờ còn 1 tỷ. Xong rồi là bán, xong rồi bán đi hết. Xong rồi là bay rồi, bay X10 xong rồi X10 tiếp, xong rồi là X10 tiếp. Ôi giời ơi, mấy lần X10 liền. Ôi số không số nghèo. Giữ lại bây giờ nó phải có tầm 3-4 triệu đô. Nhìn mẹ cay thật. TSDT là một con dầu sang ấy mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ là cái chen ví bây giờ là cũng hết rồi. Chen ví của TSDT nhá, xong rồi là con Sepple nhá. Thì đấy là hai cái chen ví rất là ngon. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Bây giờ mọi người là phải tìm những cái chen mới thôi. Airdrop bây giờ Airdrop của bọn Apotos đúng không? Xong rồi. Tiền rồi đúng không? FOMO rồi đúng không? Thì bây giờ là nó sẽ có con thứ hai, có thể là con ZKS nó thơm này. Có thể là con Arbitrum nó thơm này. Nhưng mà đến con Sui nó biết đâu nó không thơm. Xây nó lại không thơm thì làm sao? Hay là đấy. Nói chung là nó đều là có ấy cả. Mọi người nhá. À đây. Còn kèo trong này. Nào, bon tách cái này. Anh em ơi. Bon tách swap làm đi. Nào.
Cái này nhá, ai mà có máy ảo nhá, tức là ai mà có cái con LD ấy, thì con này như nào nhỉ? Mọi người biết là cái con Renex đúng không? Của sàn Remitano đúng không? Thì con này nó cũng ngon. Đây. Bây giờ nhá, giá của con này này, 1BNDX, giá private của nó là 0,12 đô. Đấy là giá private. Bây giờ là mọi người có chơi không? Quý 3 và quý 4 2023 là nó sẽ lên sàn nhá. Thì bây giờ mọi người là lập cho mình máy ảo, ví dụ tầm 50 cái máy ảo, một ngày bấm một lần, lốc lên bấm một lần. Thì ví dụ là bây giờ là một ngày sẽ tầm 20 mấy đồng liên tục trong vòng vài năm. Thì lúc nó unlock ra thì mọi người nhớ đâu là mọi người lên được một khoản tiền thì làm sao? Đấy. Mọi người có chịu làm không? Đều là cách kiếm tiền cả, nhưng mọi người có chịu làm không? Đấy, mình chỉ hỏi mọi người thế thôi. Kèo kiếm tiền nhiều nhưng mà mọi người có ai chịu làm không? Cho rồi đấy. Sợ nó lại lóc như con Venex ấy. Tải giả lập về LD ấy. Em sợ lại lúc trả lại lóc như Renex ấy. Thực ra thì trả lóc hay không thì không biết, nhưng mà vấn đề là bọn này ấy, bọn nó là được Biden nhắc đến nhá, Biden nhắc đến. Và bọn này nói chung là lóc thì kệ nó thôi, mình ăn được bao nhiêu thì mình ăn. Chơi nhiều thì ăn nhiều, đúng không? Hôm nay mới được chục tài khoản rep, mai lập thêm 40 tài nữa. Đấy. Bây giờ là cái đấy phải làm đều. Đấy. Một ngày lên bấm một lần thôi. Nếu mà chơi LD thì chạy suốt ngày mà lười bật, chạy suốt ngày không thì bật lại thôi, mỗi ngày bật lại một lần. 24 tiếng bật lại một lần. Ừ. Mình nghĩ là chẳng có ai kiên trì được mấy đâu mà. Bây giờ chắc là chỉ ông nào mà là chơi máy chủ à, máy máy trên máy điện thoại ấy. Luôn. À. 10 nick trên điện thoại luôn. À. 10 ví điện thoại cả, kinh nhé. Đâu điện thoại của em chạy được nhiều gáp này mà. Kiểu nó phân ra đúng như kiểu là cái chạy nhiều giả lập Chrome như của anh ấy, thì em nhân bản đúng áp phải lên thôi, em cũng bạn bấm thôi. Multi clone đúng không? Multi clone. Đâu em dùng em direct iPhone cho em dùng mấy cái tweak ấy của nó. Rồi đã hiểu. Này phải direct thôi. À đây là trên iPhone, bên Android thì không cần. Đầy app như thế. Android thì tải cái clone app về. iPhone thì hơi phức tạp. Ok. 7-6 phút nữa. Anh em bây giờ là có, nói chung là thế là chắc là phải đợt tới là sẽ phải kiếm một cái dự án nào đó mới chạy. Bây giờ là mình chắc là mình sẽ đợi một cái con mới chạy, như là con Power Swapman đi. Nó khi nó chạy thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từ A đến Z cách kiểm tra địa chỉ contract, cách check ABC XYZ nhá. Tức là mình phải cái này phải chơi thực tế. Phải có một dự án nó mới chạy, khởi chạy. Đấy, tức là lúc bắt đầu nó khởi chạy thì nó có contract trước rồi. Thì bắt đầu là mình sẽ follow cái contract đấy. Hoặc là anh em biết con nào mà là chuẩn bị chạy thì anh em lấy cho mình cái thông tin của bọn đấy để mình ra mình check cho mình, chạy mình sẽ làm một bài check cho anh em bây giờ luôn được. Nếu mà anh em kiếm được một con nào nó đang chuẩn bị chạy, follow từ lúc đầu tiên luôn thì ok. Anh có ETH trên Mobi rồi là giúp chuyển về được anh ơi, được nha, anh rút đi.
Jailbreak chơi Jailbreak nữa. Ôi trời trời, hổ tụt phết nhỉ. À... hổ hổ giữ chơi lại nốt mấy con kia chắc là ao rồi ạ. Dĩ nhiên chơi chơi đốt cái con NFT của con Power Swap Man này, xong rồi là IDO này, à, thôi ao té. À, con đấy vẫn chưa có elite đúng không anh nhỉ, chưa có xem elite. Thực ra chơi con hổ vừa rồi ấy mà là WNS mà bán được tầm 3 đô thì à, 3 ETHW vẫn ổn. Nhiều ông bán, nhiều ông mai được bán được luôn đấy. Anh bán được vài con rồi. Em từ lúc mai chưa bán thế nào. Mai số đẹp nữa. Bán phải treo luôn chứ, treo luôn chứ. Cho anh hỏi cái lần đầu chuyển cái ETH thì cái chuỗi của nó là RC20 ETH nhỉ? RC20 anh ơi. Em trúng quay lick trúng chưa? Powerman mà nó gọi là gửi tin nhắn cho nó mà không gửi được. Em gửi ở trên nào? Trên Twitter à? Nó gọi là nhắn Twitter nó xong rồi nó gửi được địa chỉ ví nhưng mà cũng có gửi được đâu. Em nhắn vào Twitter của nó ấy. Xong rồi em đành phải bình luận được cái post đấy của nó. Ừ. Chứ không nhắn được tin. Em treo mà bay được có một con gần hai con, mấy cái hộp thì như thế nào anh? Mấy cái hộp chưa mở đâu em. Xem bao giờ nó mở thì mình mở thôi. Anh đang đợi mà. Boris chưa qua 2 phút nữa. Đang đợi con này, chắc có sọt thêm phân nữa rồi bay. Con này là hàng của bọn Twitter, lên có lên Coinbase rồi, lên cả BSC, Binance và Coinbase chưa bơm, sập từ 6 đô về 1 đô chưa bơm. Lấy cái hộp đợi đi em. Xem là 2 phút nữa. Anh em nào chưa, anh em nào làm thì chuẩn bị làm đi, mình làm luôn này. Mình làm luôn rồi con này đi. À đúng rồi đây. Nói luôn cho anh em qua cái kiểm tra cách chơi nhá. Anh em ơi, bây giờ như này nhá, mình nói qua cách để anh em chơi kèo này hay nhào này. Mọi người nhìn ra này, mình sẽ làm ra một cái danh sách nhá ở trên Twitter nhá. Mọi người ơi. Danh sách trên Twitter này, ví dụ đây là Apotos này, mình bấm vào Apotos nhé. Thì tất cả những cái mà là dự án ở trên Apotos ấy, mình sẽ dồn hết tất cả thông tin vào cái con Apotos này, vào cái list Apotos này nhé. Tức là nó chỉ nhận thông tin của cái con Apotos này thôi. Đấy. Đây là cách để mình tìm kèo, tức là mình dồn hết tất cả những cái thứ, tất cả những cái Twitter và những người liên quan của đến Apotos, như là founder hay là những cái con của dự án hay là gì đó. Inside này lập này có khi lập à foundation ờ. Theo dõi luôn này. Mình dồn hết tất cả thông tin vào. Tất cả những cái mà là những cái thằng mà là cái Twitter của thằng chính này nó tweet này, là mình sẽ tweet lại, là mình sẽ follow hết này, thằng này cũng follow này. Đấy. Tất cả đều là một cái những cái thông tin đấy mọi người ạ. Chỉ cần một lượng à một con mát á, con mát là entry là 1 đô à, hay là loot moon này, mati không đấy. Tức là mỗi cái thông tin mà nó được nó nói ra ấy là đều có cái thứ nó liên quan cả mọi người ạ. Khi mọi người chơi hệ của con Apotos ấy thì mọi người là sẽ phải follow hết tất cả những cái mà những cái thằng này nó tweet hay retweet, là mọi người phải follow hết nhá. Đây là một cái cách để tìm kèo nhá.
mọi người hỏi mình tìm kèo ở đâu gì đấy, ở trên Twitter, ok chưa? Đây là ở kênh Twitter là cách cơ bản nhất, đúng không nào? Mọi người thấy đơn giản không? Nó đơn giản đúng không? Tại sao vậy? Ông thắng này kiếm được nhiều kèo thế? Twitter chứ đâu, cách đấy, bảo cách rồi đấy. Bây giờ tìm được kèo đúng không? Phải lọc, lọc kèo, lọc kiểu gì? Cái hệ này thì là mẹ nó Việt Nam mình nó hơi nhiều, tại vì mẹ đến cả dự án Việt Nam, đến cả dự án ngon nó còn mẹ follow và còn đang làm follower nữa, còn follow nó còn đánh sai rồi, ôi thôi. Nên là thôi mình sẽ bảo cái hệ này mình ớn ngay từ đầu rồi, nên là anh em thông cảm, mình không dám cho kèo cái hệ này đâu, sợ lắm, mất tiền sợ lắm. Anh em cố gắng phải nhịn nhá, anh em cố gắng nhịn một thời gian đi, chơi kèo chơi của Hưng đi, kèo của Hưng chính ra còn an toàn hơn là chơi DeFi đấy, mình nói thật. Kèo chơi có entry, có stop loss đúng không, chơi sport mà có phải futu quái đâu, trong ngày không futu. DeFi bây giờ là chỉ có chơi Europe thôi. Đấy, còn đâu DeFi mà khi nào mà là ví dụ như là con ZKS nhé, 4 hôm nữa là nó bắt đầu là triển khai nhé, thì có khi mình lại cho sao kèo ở bên ZKS. Thì anh em chuẩn bị ETH sẵn đi. Đấy. Tức là luôn luôn thay đổi anh em ạ, luôn luôn thay đổi. Kèo hệ này có hệ phải có luôn. Sàn giao dịch nào là mọi người phải có tiền giao dịch đấy luôn. Bây giờ ai chưa có sàn giao dịch gì thì bây giờ mọi người phải chuẩn bị sàn giao dịch đi nhá. Anh em có đủ tài khoản của các sàn giao dịch chưa? Nào. Đến lúc mà là cần làm airdrop mấy ông rồi mới bắt đầu đi KYC mới đăng ký tài khoản thì tôi cười luôn đấy. Mọi người ạ. À, cười luôn mọi người luôn đấy. Đây. Link đăng ký đây. Link này của mình là được giảm phần trăm khá là nhiều nhá. Mọi người nhá. Đăng ký thôi. Phần trăm giảm hơi nhiều đấy. Bybit thì tí mình gửi cho mà đăng ký. Được giảm phần trăm giao dịch nhiều lắm. Anh em chưa biết tài khoản mẹ nó hỗ trợ nhiều lắm. Đây xong rồi, mình đã có tiền rồi đúng không? Bây giờ bắt đầu làm nhá mọi người ơi, bắt đầu làm này. Arbitrum này, vào nào, Discord này, xong này, có này, Ro này, mình chưa có Ro, chưa ấy màn hình này. Đâu anh ấy rồi mà chắc là bị anh nhất anh ấy rồi. Arbitrum này. Ok chưa? Xem lại chưa? Mọi người vào check cái role, là đầu tiên là vào cái Arbitrum của Gui AGZ này đúng không? Kết nối role này. Kết nối chưa? Kết nối hết rồi đúng không? Wallet connect này quan trọng nhất này. Đây. Connect này. Zone Gui này. Đó. Zone Guy. Đấy. Accept đây. Đây. Chưa xong đúng không? Tất cả chưa xong này. Tất cả đều chưa xong này. Bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người từ đầu nhá. Bây giờ bắt đầu đúng không? Hold này. Hold one lead 0.001 magic đúng không? Bây giờ magic mình không biết ở đâu, không biết như thế nào. Bây giờ bấm view order. Đây, magic đây. Đúng không? Copy contract này. Swap ở đâu không biết đúng không? Bây giờ mình tìm. Đây. Bấm vào đây đúng không? Buy magic này. Cái này hơi to rồi. Play the magic of prey 0.35 à. Game nhiều game thế. Hay đấy. Tối về mò thử con này chơi game vậy. Buy magic này. Đây, mình buy ở Sushi Swap. Bấm vào Sushi Swap hiện ra luôn. Đấy, nha. Ok. Select token. Bây giờ copy cái địa chỉ này vào magic à. Đây, magic đây. Có magic đúng không?
Connect wallet, kết nối ví. Ok, đã xong. Abi Chung One rồi, đúng không? Abi Chung One đây, Magic đây. Ok, Magic, ok. 0.01 đúng không? 0.01 đúng không? Swap này, bấm swap này, swap, confirm swap, xong. Confirm, đã xong một cái, đúng không? Allow. Tại sao lại allow? Đây là có rồi đúng không? Bây giờ check lại này. Check lại mọi người nhá. Xong chưa? Con lấy ví đi. Đã xong một cái nhá. You have to access này, xong một cái này. Ok chưa? How only one link này, mua one link này. Copy này. Bổ sung si luôn này. Link này. 0.0 1 này. Ok chưa? Mua luôn. Làm đủ rồi gì? Ngồi chơi. Hình như là bảo là tầm khoảng 10 đô hay sao ấy. Làm xong 10 ví rồi thì đợi xin ngồi chơi, đợi. Đây, xong cái thứ hai. Cái này cái gì? Participate in the end của Galaxy Game cái gì? Cái NFT đúng không? NFT đúng không? NFT thì đây nhá. Vào đây này, mua này. Chuyển copy đi mua này, đây NFT đây, mua này. Đây là Arbitrum Odyssey NFT này. Đúng không nào? Không phải 0.05 này, rẻ nhất thì mua 7 đô, mua luôn đéo. Đắt nhất là cái NFT thôi. Tầm 11, 12 đô gì đó. Thực ra thì cũng không gấp, nên là mỗi ngày anh làm một cái. Đây. Xong chưa? Cái này xong chưa? Participate in the end of the campaign. Enter này. Chết mẹ, mua nhầm hệ 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 B, hệ mua nhầm cái hệ của bọn là BNB. Cải mua nhầm hệ của BNB mọi người ạ, à, buồn thế, mất tiền ngu rồi. Làm sớm không mấy nữa con NFT lên giá. Hôm qua em mua 5 đô này lên 7 rồi. Ờ. Để anh xem cái con này cái em. Để anh xem là cái này nó chất kiểu gì đây. Đã xong rồi nhá, xong NFT xong rồi nhá. Đây để anh check xem được cái anh mua mấy con NFT đây. Nếu có hai con thì chuyển sang con mới vậy. Đây Briscan đây. Đúng không? Tôi cũng mất cách tôi ở đây mua hai con rồi. Mua hai con rồi, thôi rồi để cho vì sau vậy. Em thấy có hai sàn bán con này mà. Ừ. Đây anh mua hai con rồi. Ok, để cho vì sau vậy. Chuyển được không?
không sao. 2 ví cũng được, 2 con, 3 ví cũng được. Vậy là bây giờ là thế nào, chơi con nào nữa nhỉ? Link rồi đúng không? Bây giờ GMX này, hâu GMX này. GMX nhá. Copy này. Copy để chỉ ví này. Copy này, đặt vào đây này, GMX này. Import này. 0.01 này. Đúng không? Liquid này. Rất chi là đơn giản, không có gì khó cả. Phan Tân này, Duplex này, đây, copy này, 0.01 dpx này, Lipper Farm này, LPT này, Unami này, Unami này, đây, lấy ra trước đi, copy luôn này. Đấy. Làm sẵn ra một loạt luôn đi. 0.001 DPX. Ông đang bán lại làm gì? Chuyển sang ví khác mà, chuyển sang ví khác cũng được, bán lại làm đếch gì? Làm phát 10 ví luôn. Xong rồi. Con này là 8 đô đây, LPT đây. Con này hình như là ở đây không có thanh khoản hay sao. Clipper token 0.01 swap anyway không có. Đùa. Xong top lag này, đẹp đẹp hàng khoản này, Unami này. Mà cái hệ này là những cái, là những cái sàn, những cái dự án của nó. Quan trọng là mình đang đợi một ngày nó airdrop cho cái này thôi, chứ hết cái này chơi deck gì nữa. Một tuần vào sử dụng một lần. Thì một tuần thì chơi một lần, vấn đề gì đâu. Một tuần thì làm lại swap một lần, ok không sao. Tại vì nó sẽ có cái cho tuần ấy, là nó từ tuần này sang tuần này, ví dụ những cái tài khoản nào mà là active trong tuần này đến tuần này, tháng 2 sang tháng 2 thì ok. Tại vì mình không biết là nó snapshot hay là chụp từ lúc nào đến lúc nào, anh em ạ. Nên là mình cứ một tuần thì mình sẽ lặp đi lặp lại, tức là swap lại, swap đi swap lại một lần thì mọi người là nó sẽ ok hơn. Cái này nó chuẩn đấy, football nó chuẩn đấy. Làm xong không phải vứt đấy đâu. Zone down xong. Xong. Spa xong. Copy control vào. Cái contract của nó rất là quan trọng đấy. Mycelium. Con này là ở đây là không có thanh khoản đúng không? Bây giờ vào Uniswap.
bị chùm con nách ví. Ok, sao? 0,001. Làm thôi, biết đâu lại ngon. Thường thường thì mấy cái bọn hệ này mà nó aerob cho nhiều lắm. Mẹ bây giờ tính ra mẹ một cứ mỗi khoảng tính ra nhá, 80.000 người. 80.000 người đúng không? Tính ra đi. 80.000 người nhân 1.000 đô. Mẹ tính ra nó bỏ ra có 80 triệu. 80.000 người tham gia có 80 triệu thôi. Tức là nó mất có 80 triệu thôi, nhưng mà đấy là chắc gì mọi người là được xả hết dự án là 1.000. 80 triệu đô bọn nó bỏ ra thừa sức. Bỏ ra cho mọi người farm thừa sức mọi người ạ. Tính sơ sơ thế mà cái tình quá đơn giản. Đúng rồi, quá đơn giản. Nó bỏ tiền ra 80 triệu đô ít mà. Đấy, ông mày... đã thế thì đã ăn được những cái aerob nào mẹ 10.000 đô chưa? Mình ăn được mấy cái aerob mà 10.000 đô rồi. Ấm thế anh. 2018 anh ăn được aerob tầm khoảng 20.000 đô. Quá ngon luôn. Hop LP đây. Mỗi tháng chỉ ăn một cái đấy là ấm rồi. Chuẩn. Làm sao mà có nhiều kèo như thế mà ăn được? Không có em, không có làm gì nhiều kèo thế, thì thi thẳng kèo thôi. Một năm ăn một lần nữa là may lắm rồi. Ăn kiểu đấy hôm sau đi làm bật xếp luôn. Ông sếp ông lại bảo chứ à, tao ra ăn hai kèo như thế thôi. Nhân viên im luôn. Giờ bít lên tầm 30.000 là bật được xếp rồi. Các chú đừng nghĩ 10.000 là nhiều. Ít lắm, chả thua gì đâu. Ít với anh thôi. Không, kể cả bọn mày kiếm được kiểu 10.000 sau này nó cũng thấy bé đó. Anh nói dụ nha, ngày xưa ấy anh làm lương của 4 triệu. Đừng nghĩ là cao. Xong rồi làm tầm khoảng 5-10 ngày. Làm đến năm lúc mình mà nghỉ việc là 8 triệu một tháng. Đấy, làm đến lúc đấy 8 triệu một tháng còn thấy ít. Xong rồi đến bây giờ nhá, sắp ngửa bàn tay một ngày có tầm mấy chục triệu, sắp ngửa bàn tay. Con hóp này ngon này. Em mà sắp ngửa như anh, em cho bố mẹ em đi du lịch suốt. Nên thế. Khổ nỗi là bố mẹ anh không thích đi du lịch, thế mới khổ. Con này là phải áp thanh khoản nhé. Áp thanh khoản. Cái anh nhóm mình đào từ bao giờ mới được 100 bao nhiêu bon đất? Lâu rồi. Mà em thấy đào tốc độ là 0,0 mấy rồi. Rồi em mới được 0,5. Xong rồi, cái này xong rồi.
cái con bon đấy nghe nó bảo là muốn cây KYC rồi điện thoại phải mất tiền. Cái gì mất tiền? Cái gì điện thoại á? Verify mail thôi mà. Đâu, em ấn vào verify điện thoại nó bảo là quốc gia không được mà. Việt Nam không được mà. Không nó được. Bảo là phải pay 2,5 đô gì đấy. Sao nào? Anh thử một xem. Đây là không 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 hỗ trợ là này. Vào setting hay là profile? Anh vào cái phần mà có cái ba ba dấu ấy. Ở bên tay trái. Xong nó có cái setting ấy, xong rồi verify. Mà bấm vào pay nó không không hiện gì luôn. Cái edit 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 profile với cả cái un unverify đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Unverify anh bấm vào xem nó bảo là tại vì cái cước mà để verify nước mình cao quá. Anh không mà anh nên... không thể bấm mà không 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 thấy nó trả cước đấy. Anh cứ bấm điểm số xong ấy là nó ra. Bấm điều phối á. Điền số, điền số điện thoại xong là bấm submit là ra thông báo đấy. Điền ở đâu nhỉ? Anh điền số đi, anh chọn quốc gia Việt Nam xong điền điền số đi. Okay. Anh bấm vào chữ verify, bấm vào chữ verify được. Là ra phần để điền số điện thoại, xong rồi bấm nó sẽ hiện với thông báo là không. Là cái phí xác minh nước mình nó cao quá. Nên mình phải có 2,5 đô. Má, không có của anh nó bị ân ân cái file. Thật ra thật em đang nghe không nhiều mà kéo nào mà có cái này dễ vãi đái rồi khó đấy ông cứ bảo khó khổ thật nhưng mới làm và nhìn nhiều nhiệm vụ này cũng không không biết làm từ đâu luôn. Làm gì? Làm cái Abitum á? Đúng rồi. Không đầu vào... Không, không biết phải làm gì đâu. Lúc mà chưa chơi nhiệm vụ này. Tại vì là mới nhìn mọi người đang chưa hiểu thôi chứ thực ra nó ghi dễ hiểu mà. Mình làm cái này một lần, lần sau mình làm cái nền tảng này nó cũng quen dần đấy. Bên Discord có mấy con gì mà cũng phải làm kiểu như này, mười mấy nhiệm vụ. Đúng rồi. Đâu nhỉ? Hôm trước em lưu lại rồi chưa làm. À, con Optimism này. Optimism. Aerobe Optimism. Optimism của nó chả ngon à, Aerobe toàn vũ ví 6000 OP đúng không nhỉ? Đúng rồi, Optimism thì ngon mà. Đợt 2 này, nó có làm đợt 2 rồi đấy. Dễ mà. Đợt 2 không biết hết hạn chưa, hôm trước lưu mà chưa kịp làm. Optimism thì hầu như ai chả ăn. Đúng rồi. À, con này phải cần 500 USDC. Làm xong à, làm xong nó trả lại. Chủ yếu là mua vay mượn thế chấp. Thế chấp thôi thì đơn giản mà. Bên này nó cũng 18 nhiệm vụ ấy. Được gì đây? Ơ, hết hạn rồi. Ở đâu? Đây vòng 1 này. Em chả biết hết hạn chưa nhưng mà thấy vì cao nhỉ? Nó ra từ hôm 14 tháng 10. Cái hốp này có sàn đấy mà của nó không anh nhỉ? Ừ? Hốp này như có sàn riêng của nó không anh nhỉ? Nó có sàn riêng à? Ờ, hình như thế hay là? Đây em gửi cho. Hình như là đấy anh mua ở hốp hay sao ấy?
Chứ hình như không phải trang này, hôm qua em nhiều hơn sầu quá này đâu nhỉ? Có. Anh nhớ đấy là anh sầu đây, hop đây, hop đây, hop đây. Đúng rồi. Ê, không có trang này nữa. Quên đấy, sầu quá ở không phải 15, không phải 15 USDC rồi được. Đúng rồi. Anh add đi liquid rồi mà quên mất, đây này. Còn con này phải mua ở sàn này. Phải mua ở đây mới mới được. Đâu send trước, send trước à, convert trước rồi thì pull. USDC cái đấy như phải chọn USDC thôi. Mua rồi. Hôm qua em không mua như này. Anh mua thẳng LP luôn, chắc là có thằng nào làm. Đang chơi luôn rồi. Xong rồi. Veta farm. Lấy con chắc của nó được mà. Là copy cái này vào nè. Fighter đi. Xếp vào xong. À rồi. Follow nè, retweet nè, hello, sáng lỏ. Sao? Đấy, xong luôn rồi. Bây giờ mỗi làm mỗi cái này thì mọi người chỉ việc copy vào mua chứ có gì nữa đâu. Mọi người thấy có lâu không? Nhanh mà. 0.001 hoặc là 0.01 gì đó. Thực ra nó cũng không không tranh nhau lắm đâu, không chả quan trọng đâu. Vãi. Một swap là một đô ạ. Ôi rồi ôi. Một swap một đô phí ạ. Ô. Sót nhỉ. Không, hình như không 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 phí đâu. Layer 2 nhưng không bị mất phí này chứ. Ok, xong hết rồi. Xem nó chốt như nào đây. Xong luôn này. Ok, xong hết rồi nha.
Zone wide to access. Rồi. Các bạn ơi. Hơn đấy. 17 đô hay sao, 14 đô hay sao? 14 15 đô gì đó. Làm mấy cái hệ layer 2 của Ethereum mọi người đừng nghĩ là phí rẻ. Bây giờ là phí đây là rất rẻ rồi mọi người ạ, 15 đô rất là rẻ rồi. Mọi người chưa trải qua cảm giác một lệnh swap vài trăm đô đâu. Ờ thì chuẩn bị tầm 20 đô cũng được. Mười mấy đô cũng được, có người bảo mười mấy đô mà. Mấy hôm nữa chúng ta FOMO EFT đắt lên đi. Ừ. FOMO hôm qua mua 5 đô về thì lên 7 đô rồi. Ừ. Vào là đô ra. Nó phải quét quét rô này nữa. Và Discord của nó quét rô. Bảy trên 17 18 20 đô. Ừ. Con này ngày xưa là bọn nó làm là nhiều bằng một là con nhiều. Hổ hổ ra hiện tại bây giờ mình tính cho mọi người nhá, bọn nó có tầm khoảng bao nhiêu đây, đây xong rồi 80.000 thành viên. Mọi người tính như mình đi, 80.000 nhân với cả 20. Là bọn nó có 1.6 triệu đô rồi. Vãi 20 giờ khổ. Giờ nó phải check qua này đã. Đấy, bây giờ mọi người là rảnh thì làm này đi nhá. Cơ hội kiếm tiền. Zetachan. Cái này. Xong rồi là xây, xui với cả xây nhiều lắm. Mọi người ạ, nhiều lắm. Bây giờ không làm thì không có cơ hội, xui xây thì là không tốn tiền. Làm đi nhá. Ok chưa? À, Atolex là của Việt Nam em ơi, scam rồi. Ok chưa? Nhưng mà em tưởng cái mail đấy là bọn Việt Nam gửi cho bọn nước ngoài. Cái mail đấy là của bọn Apotos Lab gửi cho thằng Atolex, hiểu chưa? Và thằng Atodex bóc phốt. Sao em? Layer 0. Atodex bóc phốt và Atodex scam luôn rồi. Nha. Yeah.
Nó bán Atolex, nó bán IDO đấy. Nó bán IDO mẹ cũng scan được vài trăm nghìn đô đấy. Đếp Việt chỉ có thế thôi em. Chạy team của Lam Beat à? Không à, cũng có khả năng, cũng có khả năng. Đấy, để biết lúc nào mà rất phải cứt đâu. Nên là mẹ anh đéo dám cho mọi người chơi DeFi ở mấy hệ đấy. Sợ lắm em ạ. Việt Nam mình bây giờ giỏi lắm mẹ. Thề luôn. Sợ vãi trưởng. Thế nhưng con xây nó đang bị lỗi lấy đồng két của nó ấy. Phao két lỗi xui chứ. Không con xây nữa. Xây à. Đó, C C S S E I U T Layer Zero. Layer Zero. Anh em vào làm Layer Zero chưa, hướng dẫn đi. Xem nào. $2,000 hình như thằng này nó cũng bảo này. Để xem con layer zero này như nào đây. Mất 5 đô, snap. Ok, skin in the game. Cho mọi người thông tin này, mọi người đọc nhá. Ai làm thì làm trước nhá, mai mình dẫn nhá. Rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tầm này vào kèo theo tín hiệu của Hưng nhá. Đừng có mà vào linh tinh nhá, mất tiền đấy nhá. Hai của anh làm cũng được nhỉ. Sao anh? Anh xem màn hình nhé. Anh làm cái gì đã? Cái nhiệm vụ của Abitum ấy. Nhiệm vụ gì của Abitum anh? Nhiệm vụ gì của Abitum? Nhiệm vụ số 2 á? Ừ. Số 2 mua NFT. Mua NFT. Đấy. Cái số 2 là cái Avinaut này đấy đúng không? Mua NFT đó. Đây, link mua đây, ở trong nhóm đây, mua đi anh. Rẻ đấy nhá. 7 đô thì phải. Đấy, mua đi, bấm vào đi. Trong nhóm ấy. Nhóm chat. Đấy, ở chat ở trong màn hình như này. Chứ không phải là mình làm theo thứ tự từ trên xuống dưới á? Không cần, mua luôn từ làm cái nào thì được. Đấy, anh mua đi, theo xuống dưới.
cái nó rẻ rẻ này, 0.05 đây này, đấy, 0.05 rẻ nhất. Tôm 1 năm đi. Đây cái này luôn đúng không? Đấy, mua không rẻ nhất, rẻ nhất mà anh mua được bao tiền? 00154. Anh mua thử đi. Đây là nó order rồi. Không được anh ơi, cái này nó bán đấu giá rồi. À. Anh vào cho em, anh mua cho em cái nào mà nó không có thời gian đấy. Đây cái đầu cái thứ hai này nào. Mua được không? 04. Bài nào thì nó rẻ đấy, 5 đô là 5 đấy, mua luôn. Em mua rẻ hơn em rồi. Để em mua bao nhiêu? Lê Zelo 5 đô hay sao ấy? Anh mua đi. Đấy, xong rồi anh làm theo những cái hướng dẫn đấy nhá. Em ở okay. Trong video em mà em mua rồi đấy, xong rồi đấy. Khó nhất là cái này thôi. Nhá, xong rồi. Ok. Bye bye anh. Bye bye mọi người. Bye bye, thank you cả nhà. Anh em dạo này... Unpredictable gas limit. Anh em dạo này buồn quá nhỉ? Buồn thế. Anh hết gà, không có phí gà, không có ETH à? Lúc mà mình chuyển từ cái bước đầu tiên ấy, chuyển ETH sang Arbitrum One ấy, thì mình anh điểm max. Điểm max là anh chuyển từ ETH sang Arbitrum thôi gì? Thì lấy tiền vẫn lấy mà. Pau ơi Pau, Zetachan nó có cái nhiệm vụ gì đấy? Nó có cái nhiệm vụ đây em gửi cho. Vừa mới check xong. Đấy đấy. Căng em ạ, để xong rồi vừa lên ăn cứt đấy. Nó đóng rồi, nó đóng ngày 20 rồi. Nhiệm vụ gì nhỉ? Mày đái đây. Đây, đợi em tí. Mỏ mẹ. Cái này vì sao nhỉ? Bởi vì cái này của anh mua nhiều mà. Anh cũng mua ở ra mua 20 đô. Trừ phí ga thì có 18 ETH mà, 18 đô ETH mà. Và lúc mà anh chuyển từ ETH sang mạng của Arbitrum One thì là anh chuyển toàn bộ 100% mà. 0.08 đúng không? 0.008. Ừ. Anh xem cái kia là bao nhiêu? 0.4 là bao nhiêu? 0.004. Đấy, mua thử xem. Không đủ phí ga, tao chỉ bảo không đủ phí ga thôi. Anh phải chuyển nhiều hơn rồi. Tại chỗ nào để chỉnh nhỉ? Anh phải chuyển nhiều hơn. Đã bảo rồi chuyển thiếu tiền. Khổ thế. Ừ. Nhưng mà anh chuyển tận tổng cộng là 18 đô mà. Có ai hiểu chỗ này không nhỉ? Chưa hiểu nghe. Tức là lúc ban đầu á, là mọi người tính ước tính làm cái này hết khoảng độ tầm 10 14 15 đô đúng không? Thì anh mua là 20 đô để mua ETH và chuyển toàn bộ ETH đấy sang mạng Arbitrum One này. Thì bây giờ mình đang mua cái con NFT này với giá là 0.004, mà trong cái trong ví của mình là đang có 0.008. Bad balance của mình như này 0.0082. Tiền hay được để đăng báo là lúc mình mua lại bị thiếu phụ ga này. Omnichan swap à căng nhỉ. Cái này mua lại ở đâu nhỉ? Bấm vào vị meta xem có bao nhiêu ETH. Cái con em vừa gửi đang đợi để khi nào bọn nó bán NFT thì mình lại mua thôi anh. Nhưng mà nó mua ở đâu? Em thấy check qua thì chưa thấy nó biết ở đâu đâu, bởi vì nó mới đóng mà. Chồng ơi, anh mua Magic rồi.
Hiểu sao anh? 0.001 mà. 0.01 làm gì đây? Thưa rồi. Ôi chết cha rồi, nó yêu cầu chỉ là 0.001 magic nhỉ? Bây giờ mình bán đi được mà. Chứ. Anh đọc kỹ này. Ừ, mình lại mua lên tận 1. Bây giờ phải bán mất đi kiểu gì nhỉ? Thì mình lại vào swap thôi. Anh vừa mua kiểu gì thì anh bán kiểu đấy. Thôi rồi, anh cứ xử lý nhá. Em chạy đấy. Con nó gọi rồi. Làm dần cho quen anh ạ. Sau có kinh nghiệm. Làm dần thôi. Swap ở trên trang... Uniswap với anh. Mọi người mới mua ở Uniswap đúng không? Hay là mua ở đâu? Không, anh mua ở đâu nhỉ? Cảm ơn. Pau ơi, Pau. Dạ. Cái Zeta Chan ấy có 96 thằng nó làm thôi. Thế hả? Thế này, cái Zeta Chan, cái Zeta User ấy có 96 thằng làm. Toàn bọn thít mà anh, nhưng mà em nghĩ là con này nó sẽ airdrop khủng đấy. Em tin là con này nó sẽ airdrop tốt. Tại vì là con xui bây giờ nó được thằng Aptos nó marketing miễn phí rồi nên là ăn nó hơi khoai đấy. À rồi, thế nhá, để lưu lại.